Chương 1, không chia ly, không còn gặp lại không có nghĩa là chia ly, không còn tin tức cũng, không có nghĩa đã lãng quên, chỉ vì nỗi đau của anh đã thấm vào trong em, như ánh trăng hòa vào trong từng khe núi, những đêm lạnh cô đơn sẽ chạm đến nỗi đau xưa cũ trong tim em, ngày mùa hè nắng chói chang làm bạn với tiếng ve kêu râm ran đây đó, giữa hồ nước không tên trong khuôn viên trường đại học B, bạc ngàn hoa sen đang từ từ hé nở, thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ thổi qua, mặt hồ lăng tăng gợn sóng. Cánh sen nhẹ nhàng lay động, cành hoa mềm mại đông đưa xua tan cơn nóng cháy giữa ngày hè khiến người ta lưu luyến không muốn rời đi, nhưng không phải ai cũng có may mắn được thưởng thức nét tao nhã đó. Các sinh viên trở về sau kỳ nghỉ hè đang tụm năm tụm ba bận bịu chọn môn học, bận bịu mua sách vở, bận bịu hỏi thăm giảng viên mới là ai, mới khai giảng, có rất nhiều chuyện cần phải lo, cái hồ sen xanh mướt ngút ngàn kia làm gì có ai ở không liếc mắt thêm một cái. Hiếm hoi lắm mới được lúc rảnh rỗi tụ tập với nhau, thì cũng chỉ bận than thở nỗi lòng dù có nhiều thế nào, thì vẫn phải vào lớp. Buổi sáng, giảng đường khoa công nghệ thông tin có tiết học chung môn toán cao cấp, các trai thanh gái lịch uể oải bước vào giảng đường, rải rác chọn vị trí tiết phía sau ngồi xuống, trên dãy đầu, không ngờ cũng có người ngồi, trời ạ, môn này mà cũng chiếm hàng đầu, đúng là đầu óc có vấn đề, như thế đến lúc ngủ gật sẽ bị giảng viên bắt ngay tại trận. Đây là tiết toán cao cấp đó, khô khan vô vị muốn chết, ê, Kỷ Siêu, nhìn cô nàng kia xem, biểu hiện được đó, vẻ mặt Ngô Binh bẩn cợt, nháy mắt với cậu bạn mặt lạnh như tiền bên cạnh, Kỷ Siêu nhún vai thờ ơ không hứng thú, mắt cũng không buồn ngẩng lên, tiếp tục lật xem tờ tạp chí trên tay, một đám con gái cười giỡn bước ngang qua lối đi, thấy bọn Ngô Binh, đều nhao nhao dừng lại cất tiếng chào hỏi, khóe mắt liên tục liếc nhìn về phía gương mặt tuấn tú của Kỷ Siêu. Cách một kỳ nghỉ hè, Kỷ Siêu hiếm có lắm mới bớt lạnh lùng hơn so với trước, nhếch môi với bọn con gái một cái, đám con gái được đằng chân lưng đằng đầu, thấy chỗ bên cạnh anh không có ai ngồi, liền lần lượt ngồi xuống, Kỷ Siêu, nghỉ hè đi đâu chơi vậy, một cô bé mặt tròn tròn, hai mắt lấp lánh nhìn anh, đi Nam Phi ở một tháng, thời gian còn lại trốn trong nhà, có thể ngắn gọn thì ngắn gọn, Kỷ Siêu lạnh lùng đã quen, không muốn để ai chi phối tâm tình của mình. Cũng không muốn phí sức tìm hiểu tâm tình người khác, học kỳ này anh chọn những môn nào, một cô tóc dài khác thò đầu sang, mỉm cười dịu dàng, Kỷ Siêu nhíu mày hơi mất kiên nhẫn, vừa định trả lời, thì chuông vào học vang lên, trong giảng đường ngoại trừ ba hàng phía trước là trống, đằng sau đều ngồi kín chỗ, trong các môn học của khoa công nghệ thông tin, toán cao cấp là môn học bắt buộc, nghe nói là do một giảng viên mới về trường phụ trách. Không ai muốn lần đầu gặp giảng viên mới đã để lại ấn tượng xấu, làm ảnh hưởng tới thành tích của mình, để qua trót lọt môn toán cao cấp cũng không dễ dàng gì. Đợi một hồi, chẳng thấy vị nào đầu tóc trắng xóa hoặc vẻ mặt đăm chiêu bước vào lớp cả, chỉ bất ngờ khi thấy cô gái ngồi ở hàng ghế đầu đứng lên, dáng người sau lưng rất đẹp, cao ráo thon thả, áo ngắn tay váy dài màu hồng cánh sen, mái tóc đen như mực xõa ngang vai, cô khoan thai bước lên bục giảng, đặt sách giáo khoa xuống. Cả lớp bỗng chốc im lặng như tờ, đám sinh viên ai nấy tròn mắt nhìn, khuôn mặt trái xoan, thanh tú tao nhã, khí chất xuất trần có chút lãnh đạm, cô hơi mỉm cười, cả lớp học bỗng cảm thấy trong giảng đường oi bức có một luồng khí lạnh căng thẳng, dường như cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, rồi cầm viên phấn lên, xoay về phía bảng đen, Diệp Tiểu Du, 24 tuổi, cân nặng 54 kg, chiều cao 165 cm. Tốt nghiệp thạc sĩ khoa toán Đại học Bắc Kinh, kiểu chữ khải gọn ghẽ thanh tú, quả là chữ cũng như người, 24 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ, cả giảng đường biết bao nhiêu người ôm ngực thở dài, một cô gái trẻ như vậy mà đã là giảng viên, trong giảng đường này hết phân nửa cũng xem tuổi của cô, thậm chí có vài người còn lớn tuổi hơn, bỏ phấn xuống, cô đứng đối diện mọi người, rất vui được làm việc với các bạn học kỳ này, nếu không còn thắc mắc gì, chúng ta bắt đầu tiết học. Làm gì có ai dám thắc mắc, giọng nói thanh lịch này, không giống với những câu dạo đầu thông thường, toàn bộ trai gái trong lớp đều cảm thấy hưng phấn, hiếu kỳ nhìn chòng chọc vào vị giảng viên trẻ tuổi đang cố gắng trấn tĩnh trên bục giảng kia, có lẽ môn học này cũng không nhàm chán như tưởng tượng, Kỷ Siêu vẫn không ngẩng đầu lên, vẻ mặt lãnh đạm không biểu lộ cảm xúc gì, anh chỉ khẽ chớp hàng mi, từ đuôi mắt mấy lần đảo qua hình bóng người đang giảng bài thao thao bất tuyệt trên kia. Cái trường này càng ngày càng có nhân tính, tuyển một cô giáo xinh đẹp dạy môn học khô khan thế này là một quyết định không tồi, anh cười khẽ lắc lắc đầu, tiết học kết thúc, không ai bỏ lớp giữa chừng,
cũng không ai gây rối trong giờ học. Diệp Tiểu Du nhẹ nhàng thở phào, đưa tay lau giọt mồ hôi bên thái dương. Cô Diệp, một đám nữ sinh thẹn thùng đi tới chỗ bục giảng. Có vẻ Diệp Tiểu Du vẫn còn lạ lẫm với cách xưng hô này. Cô sửng sốt một chút, mới ngẩng lên. Sao em? Các nữ sinh trước mắt, đủ mọi độ tuổi, trẻ trung tươi tắn, không giống như mình, tâm đã già nua như bà lão. Em là Triệu Linh, nhỏ này là Hồng Yến, còn kia là Ngô Tiểu Phi. Mấy đứa tụi em ngồi ở bàn cuối cùng, bữa nay lại quên mang mắt kính, chữ viết trên bảng. Tụi em, các cô gái đưa mắt nhìn nhau, ngại ngùng bỏ lưỡng câu nói, vốn định lên lớp học chơi chơi cho có, không nghĩ tới giáo viên mới lại xinh đẹp, nghiêm túc như vậy, bọn họ cảm thấy không thể lười nhác. Tiểu Du gấp sách lại, bước xuống bậc thang, đứng ở giữa bọn họ, trông cô còn giống sinh viên hơn cả họ. Buổi học sau, cô sẽ ôn lại bài giảng ngày hôm nay, các bạn cũng có thể mượn tập của bạn học khác. Đúng rồi, có phải tốc độ giảng bài của cô nhanh quá không? Vậy lần tới cô sẽ giảng chậm lại. Không phải vậy, đám con gái đồng loạt xua tay, cô Diệp thật quá quan tâm người khác, khiến bọn họ đều cảm thấy có chút tội lỗi. Tốc độ giảng bài của cô vậy là vừa rồi. Cô Diệp à, cô còn trẻ thế này, tụi em có thể làm bạn với cô không? Các nữ sinh vẻ mặt chờ mong, cùng cô đi ra khỏi giảng đường. Diệp Tiểu Du dừng bước, vẻ mặt khó hiểu hỏi lại, vì sao? Giọng điệu không dám xác định, bởi vì chúng ta cùng tuổi, nhưng cô đã tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, có học vị thạc sĩ, làm bạn với cô, nhất định sẽ có lợi nhiều lắm. Các nữ sinh mồm năm miệng mười tranh nhau nói. Diệp Tiểu Du hơi đỏ mặt, khóe miệng thoáng hiện lên một nụ cười nhẹ, được làm bạn với mọi người, cô rất vinh hạnh, nhưng mà không có đãi ngộ đặc biệt gì trong lớp đâu nha. Dạ biết rồi, những nụ cười trẻ trung ngập tràn bầu không khí, Diệp Tiểu Du cũng bị ảnh hưởng tâm trạng vui hẳn lên, tới dạy ở trường đại học này quả thật là một lựa chọn đúng đắn. Lúc tốt nghiệp, bởi có thành tích nổi trội, lại từng thực tập ở trung tâm thi đấu Olympic quốc gia, cộng thêm mấy bài luận văn đặc sắc, nên có rất nhiều viện nghiên cứu khoa học mời cô đến làm việc, nhưng chỉ một câu của Kỷ Dược Phi, anh không muốn có một người vợ suốt ngày cắm đầu trong viện nghiên cứu, thế là cô lựa chọn trường đại học này, cách nhà không xa, giờ dạy cũng không nhiều. Phải, cô là một phụ nữ đã có chồng, trong thời đại mà địa vị của phụ nữ đã được nâng cao rất nhiều như hiện nay, cô kết hôn có hơi sớm một chút, tuổi 24 tươi đẹp như mơ, chính là lúc nên dốc sức cho sự nghiệp. Thế nhưng Kỷ Dược Phi đã 32 tuổi rồi, ba mẹ anh cứ giục mãi, lúc anh hỏi ý kiến cô cũng không cần suy nghĩ, gật đầu ngay, như thể lo sợ nếu mình do dự anh sẽ thay đổi ý định vậy. Cô vừa tốt nghiệp thạc sĩ xong thì bọn họ kết hôn, lúc đó cũng chỉ mới nửa năm sau khi bọn họ xác định quan hệ yêu đương, nhưng cô đã yêu thầm anh 12 năm rồi. Thực ra, trước khi kết hôn và sau khi kết hôn cũng không có nhiều khác biệt, ngoại trừ dư ra một căn nhà. Trước khi kết hôn, cô ở trong khu ký túc xá sinh viên, thỉnh thoảng cùng ăn một bữa cơm với Kỷ Dược Phi, còn bình thường cũng chỉ là gặp nhau trên điện thoại. Sau khi kết hôn, Kỷ Dược Phi bay khắp thế giới, hiếm khi ở nhà ăn một bữa cơm, có lúc, hai ba tuần cũng không thấy bóng dáng đâu, điện thoại tuy cũng gọi được, chỉ là thời gian trò chuyện càng ngày càng ngắn, cuối cùng dần dần chuyển sang nhắn tin. Không trải qua giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, thoát cái bọn họ đã trở thành hai vợ chồng già. Như tay trái nắm lấy tay phải, thản nhiên, chẳng có cảm giác gì. Trước tòa nhà khoa công nghệ thông tin, thầy chủ nhiệm mái tóc hoa râm nhìn Diệp Tiểu Du toàn thân tỏa nắng, nở một nụ cười hiền lành yêu thương. Không rõ vì sao một sinh viên tốt nghiệp hạng ưu như thế lại chịu tới dạy ở đại học B. Cô nên thuộc về một nơi tốt hơn, làm giáo viên cũng thiệt thòi cho cô. Cô Diệp, gọi em là Tiểu Du đi, chủ nhiệm Bách. Diệp Tiểu Du ngượng ngùng đề nghị, đi lên bậc thang cùng với vị thầy già. Cùng nhìn về phía các sinh viên đang rượt đuổi nhau trên sân bóng đối diện, lần đầu tiên lên lớp cảm giác thế nào? Chủ nhiệm Bách mỉm cười quay sang nhìn cô, thật đúng là, sống một ngày mà như một năm, giáo án em chuẩn bị dường như chỉ 5 phút đã giảng hết sạch rồi, may là mấy bạn sinh viên rất quan tâm, không gây thêm phiền toái cho em, nhưng em vẫn rất hồi hộp. Câu nói thẳng thắn, làm cả hai người đều bật cười. Tiểu Du, em còn trẻ, phải nên cười nhiều hơn. Thầy phân cho em hai lớp năm 2, chính là muốn để em tiếp xúc nhiều hơn với bạn bè cùng lứa. Có lúc, em ít nói quá. Còn nhớ, lúc cô vừa tới nhận việc, trên khuôn mặt trẻ trung kia nhuốm đầy những ưu tư không phù hợp với tuổi tác của cô, khiến ấn tượng của ông đặc biệt sâu sắc. Nụ cười tươi tắn bỗng vụt tan biến,
Diệp Tiểu Du không nói câu gì, một lúc sau, mới chậm rãi gật đầu, cảm ơn chủ nhiệm khoa, em quay về phòng làm việc đây ạ. Bóng người cô độc, biến mất tại cầu thang, thầy chủ nhiệm khoa bất đắc dĩ lắc đầu, một cô gái tài hoa xuất chúng, đồng thời cũng chất chứa đầy nỗi u buồn, thực sự là một cô gái không giống người bình thường, buổi chiều không có lớp, lại không cần trực, vậy mà Diệp Tiểu Du vẫn giam mình trong thư viện trường đọc sách cho tới khi trời đen kịt mới ngồi xe về nhà. Cô vẫn chưa thi lấy bằng lái, đi làm hay tan sở đều phải dùng xe buýt, đối với cô, có xe hay không cũng không quan trọng, cô thích chen chúc giữa đám đông, hít ngửi những hơi thở ấm áp xa lạ, cảm giác giống như một đại gia đình. Từ nhỏ, cô đã sợ cô đơn, lúc 2 tuổi, cha qua đời do tai nạn giao thông, trong nhà chỉ còn cô và mẹ, cô luôn hâm mộ những bạn học có gia đình đông anh chị em, cả nhà quây quần bên nhau, nói chuyện này chuyện nọ. Thật náo nhiệt và ấm áp, ngôi nhà hiện tại rất rộng rãi và thoải mái, là căn hộ đôi rộng hơn 300 mét vuông, do kiến trúc sư nổi tiếng nước ngoài thiết kế, thế nhưng cũng chỉ có cô ở một mình. Xuống xe, quẹo vào khu nhà cao cấp, anh bảo vệ từ xa đã kéo cửa ra giúp cô, hòa nhã bắt chuyện, bà Kỷ, đi làm về rồi à, cô mỉm cười, gật đầu, đi xuyên qua trảng hoa, bước tới chỗ cầu thang, trước khi lên lầu, cô nhìn sang bãi đổ xe. Vẫn là một khoảng trống trải, cô thở dài, bước lên lầu, mở cửa, cả căn phòng lạnh tanh, cô chỉ mở một cái đèn tường, ánh đèn vàng dịu dịu tỏa xuống, giữa một không gian rộng lớn thế này trông có vẻ rất nên thơ, cô dựa vào tường, ngơ ngẩn tới xuất thần, đây mà là nhà sao, đương nhiên, nơi này có phòng khách, nhà ăn, phòng ngủ cho khách, thậm chí còn có phòng trẻ con, nhưng ông chủ của ngôi nhà lại giống như một người khách qua đường. Tất cả mọi thứ trong nhà đều dùng để làm cảnh, không có một chút ý nghĩa nào, nhưng cô lại không có lý do gì để oán giận, đàn ông nên lấy sự nghiệp làm trọng, không thể quá lưu luyến gia đình, cô phải thấu hiểu, phải quan tâm, dù có ấm ức hay thất vọng bao nhiêu đi chăng nữa, cũng phải cố mà nuốt vào trong bụng, không được nói gì hết. Lúc này, cô bỗng rất nhớ tới những buổi tối còn ở trong khu ký túc xá, đèn điện sáng choang, tiếng người cười nói náo nhiệt. Tất cả những thứ đó giờ đã xa rất xa, đây là cuộc sống mà cô mong muốn sao, bỏ túi xách trong tay xuống, cô đứng dậy vào bếp nấu cơm, nấu một bữa cơm cho một người ăn rất phí phạm, nên cô đun nước để nấu mì, vừa nhanh vừa tiện lợi, cuộc sống này, cô đang trải qua như thế đó, một lúc sau, khắp phòng đã tỏa ra mùi mì thơm phương phức, lúc cô lấy chén ra thì cửa mở, Kỷ Dược Phi xách theo một cái túi gì đó rất to bước vào, cô thoáng giật mình. Không nghĩ đến anh lại về nhà lúc này, đột nhiên ngây người đứng đó nhìn anh chăm chăm, sao vậy, anh chưa thấy cô như thế bao giờ, nên không nhịn được cười, bỏ túi xuống, bước tới, đưa tay hơ hơ trước mắt cô choàng tỉnh, nhớ tới mì vẫn còn ở trong nồi, cuống quýt xoay lại vớt ra, anh ăn gì chưa, cô cẩn thận che giấu niềm vui sướng trong lòng, nhẹ nhàng hỏi, có phần của anh không, anh nhìn vào chén cô, ít thế, vậy thôi, em ăn đi. Anh cũng không đói lắm, không, em không ăn hết nhiều như vậy đâu, cô vội lấy thêm một cái chén nữa, xớt hơn phân nửa cho anh mỉm cười, nhìn cô hồi lâu, trên bàn cơm, hai người ngồi hai bên, mỗi người nửa chén mì, lên lớp thuận lợi chứ, cô nuốt mì trong miệng, gật đầu, cười ngọt liệm, ánh mắt chuyển sang chiếc túi to anh mang về, cái gì vậy, à, là chăn bông loại mỏng, hồi nhỏ viện viện từng bị bệnh suyễn, đắp chăn tơ tằm không phù hợp. Anh bảo thư ký mua trên đường đi, cô bỏ đũa xuống, hỏi, viện viện sắp tới đây à, anh ngẩng đầu, hàng lông mày khẽ nhíu lại, hồi chiều anh nhận được điện thoại của cô ấy, hai vợ chồng cãi nhau, nên muốn đến nhà chúng ta ở tạm 2 ngày, vậy sao anh không nói cho em biết, cô hạ mi mắt, nhẹ nhàng chất vấn, bây giờ không phải đang nói sao, anh trả lời giọng vô tình, cô đẩy chén mì ra, chẳng còn thiết ăn uống gì nữa, cô cảm thấy mình giống như là người ngoài. Chuyện trong nhà anh, cô luôn luôn là người biết cuối cùng, anh ngẩng lên phát hiện ra sự thay đổi của cô, sao vậy, đột nhiên không nói lời nào, không có việc gì đâu, ngày mai cô ấy mới đến, em muốn chuẩn bị cái gì vẫn còn kịp, Tiểu Du, đừng trẻ con như vậy, cả một ngày làm việc đã mệt mỏi lắm rồi, chúng ta đừng vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà cãi vã, trẻ con ư, cô biến thành trẻ con rồi ư, Diệp Tiểu Du mỉm cười tự giễu, nhà chúng ta đầy đủ mọi thứ. Chẳng cần chuẩn bị gì hết, em sẽ không vì mấy chuyện này mà cãi nhau với anh đâu, từ trước tới giờ,
anh tính toán chuyện gì cũng chu đáo hơn cả em. Nói xong, cô đứng dậy, đi về phòng tắm, không buồn nhìn anh, nhìn theo bóng lưng cô, anh thở dài, không hiểu sao thoáng cái cô lại trở nên lạnh lùng như vậy. Giữa bọn họ, mặc dù không có tình yêu khắc cốt ghi tâm, nhưng cho tới lúc này, cô vẫn luôn khôn khéo hiểu chuyện, không để anh phải bận tâm lo lắng. Hôm nay tại sao cô lại nói ra những lời giận dỗi như vậy? Trong đầu anh chợt lóe lên một suy nghĩ, chẳng lẽ cô đang ghen? Xác định xong suy nghĩ trong lòng, anh mỉm cười, anh thích cô ghen vì anh. Đẩy cửa phòng tắm ra, cô đang kiểm tra độ nóng của nước. Tiểu Du, anh thì thầm, vòng tay ôm quanh chiếc eo thon thả của cô, tắm chung nhé. Mặt cô bỗng chốc đỏ bừng vì thẹn, giữa hai người bọn họ rất hiếm khi thân mật như vậy, chỉ có hồi mới cưới, thỉnh thoảng anh cũng chọc ghẹo cô như thế. Thôi, anh tắm một mình đi. Cô định tránh khỏi vòng tay anh lại ôm chặt hơn, hơi thở ấm áp từng đợt thổi vào gáy cô. Anh muốn tắm cùng em không muốn à? Anh không biết xấu hổ quấn lấy cô. Cô nhắm mắt lại, cô biết lúc này khuôn mặt tuấn tú của anh sẽ khiến cô rung động đến mức nào. Đối với anh, cô luôn luôn không có sức chống cự, luôn luôn không cách nào nổi giận tới cùng, bởi vì cô yêu anh. Nhẹ nhàng xoay người lại, giấu mặt vào lòng anh, cô thì thào, được. Kỷ Dược Phi mỉm cười, bà xã của anh, chưa bao giờ thoát khỏi lòng bàn tay anh. Chương 2, không chia ly 2, Diệp Tiểu Du không xa lạ gì với nhà ga, thời còn đi học những lúc nghỉ đông nghỉ hè chẳng biết đã ra vào chốn này bao nhiêu lần rồi. Sân ga, phòng đợi, những con người xa lạ, những vẻ mặt lo lắng, những ánh mắt chờ mong, tất cả những thứ này đều không vì thời gian hay thời tiết thay đổi mà khác đi, nhưng cô chưa từng tới đây đón bất kỳ ai. Trước đây, bởi vì nhà nghèo, cô không dám kết bạn, cũng không ai tới làm phiền cô thời còn đi học, mẹ cô lại càng tiếc tiền tàu xe đến Bắc Kinh chơi, chẳng biết có phải để ý tới giọng nói hờn dỗi của cô tối qua hay không mà hôm nay Kỷ Dược Phi gọi điện thoại kéo cô tới đây để cùng đón Vu Viện Viện từ Đường Sơn tới. Lên lén liếc nhìn khuôn mặt nghiêng của anh, góc cạnh rõ ràng, trán cao đầy, thực sự rất đẹp. Cô mỉm cười tươi tắn, bàn tay giả vờ vô ý đặt vào tay anh, còn không quên siết thật chặt. Anh cảm nhận được động tác, cúi đầu nhìn cô một cái, cười nụ rồi cũng nắm lấy tay cô. Cô nhìn thẳng phía trước, vai lại từ từ dựa vào vai anh. Anh cũng để mặc cô, hiếm hoi lắm hôm nay cô mới chủ động thế này. Chuyến tàu tới từ Đường Sơn tiến vào sân ga rồi chậm chậm dừng lại. Đoàn người túi lớn túi nhỏ lũ lượt bước xuống. Trong đám đông, đảo mắt là nhìn thấy mái tóc xoăn tự nhiên của Vu Viện Viện đang tung bay theo gió. Khuôn mặt hồng hào vui vẻ ngẩng cao, liếc mắt nhìn xuống dưới, bọn họ cùng lúc sững người. Viện Viện tròn trịa hơn so với lúc trước, chiếc đầm bầu rộng thùng thình không che giấu nổi cái bụng đã nhô cao. Em có thai rồi à? Kỷ Dược Phi bỏ tay Diệp Tiểu Du ra, bước nhanh tới trước, giữ lấy hai vai Viện Viện, ngắm nghía từ trên xuống dưới. Vu Viện Viện vừa nhìn thấy Kỷ Dược Phi, cái miệng nhỏ đã vểnh lên, nước mắt tuôn xuống như mưa. Anh Phi, ảnh ăn hiếp em, vừa nói vừa nhào vào lòng anh, khóc nức nở. Trên đời này người có thể ăn hiếp cô gái được chiều chuộng từ bé này chỉ có chồng cô Phùng Như Hải mà thôi. Kỷ Dược Phi mỉm cười vỗ nhẹ lên lưng cô, nhẹ nhàng an ủi. Biết rồi, anh Phi sẽ tính sổ với Phùng Như Hải. Sao cậu ta dám làm bảo bối của anh đau lòng hả? Nhưng mà, anh đẩy cô ra, nắm lấy vai cô, không hài lòng nói. Em cũng hư lắm, đang mang thai còn dám chạy lung tung, lỡ bị thương thì làm sao? Vu Viện Viện ngoan ngoãn gật đầu, sao cô lại không nghĩ tới chuyện này nhỉ, vội vàng lo lắng sờ sờ bụng mình, em bé hình như không sao. Sau đó, cô hài lòng nín khóc mỉm cười, em đó, đúng là một cô bé rắc rối. Anh cười véo mũi cô một cái, quay đầu lại nhìn Diệp Tiểu Du vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Anh nhíu mày, Tiểu Du, sao chưa qua giúp Viện Viện xách hành lý? Diệp Tiểu Du không để lộ sự khó chịu trong lòng ra ngoài, cô mỉm cười bước tới chào, Viện Viện. Vu Viện Viện buông Kỷ Dược Phi ra, hớn hở ôm lấy Tiểu Du. Tiểu Du, bạn cũng tới à? Công việc thế nào? Làm giảng viên đại học có thấy oai không? Không, sinh viên bây giờ khá là ghê gớm, giáo viên chỉ có bị ức hiếp mà thôi. Cô mỉm cười cầm lấy túi sách của Viện Viện. Bạn cũng biết mình sợ nhất là giáo viên mà. Viện Viện dẫu dẫu miệng, giọng nũng nịu. Cô vốn có một khuôn mặt như búp bê, đôi mắt to tròn, làn da trắng hồng, mái tóc xoăn xoăn. Kết hợp với vẻ mặt hiện tại, thì xinh xắn đáng yêu vô cùng. Đây rõ ràng là người sắp trở thành mẹ trẻ con rồi mà. Mình nghĩ khả năng giáo viên sợ bạn có vẻ nhiều hơn.
Diệp Tiểu Du trèo, thành tích của viện viện rất kém, vẫn luôn là nỗi phiền muộn của các thầy cô. Tiểu Du, Kỷ Dược Phi lạnh giọng quát, kèm theo một ánh mắt trách cứ. Diệp Tiểu Du thoáng sững sờ, nụ cười cứng lại trên khuôn mặt, lúng túng không biết làm sao. Viện viện thì không thèm để ý, đẩy anh một cái, anh này, làm gì mà dữ dằn vậy, em với Tiểu Du là bạn học, thành tích của em kém cỏi có tiếng, nói thế thì đã sao đâu, em đó, không muốn cho con em biết mẹ nó năm xưa nổi tiếng thế nào à, không muốn tạo ấn tượng tốt cho nó hay sao, được rồi, đừng đứng mãi ở chỗ này nữa, trời nóng như thế, mau về nhà thôi, anh kéo viện viện đi ra khỏi nhà ga. Diệp Tiểu Du cúi đầu thở dài, cắn môi, cầm túi xách đuổi theo, muốn ăn gì cứ nói với anh, em bây giờ không phải chỉ một mình, phải ăn nhiều một chút. Kỷ Dược Phi nhìn xe, hỏi viện viện bên cạnh. Diệp Tiểu Du ngồi ở ghế sau chống má thẫn thờ nhìn ngoài cửa sổ, cảm giác mình giống như một người ngoài xông vào không gian riêng tư của người khác vậy. Bây giờ em ăn nhiều lắm, mà cũng không kén chọn. Vô viện viện cười, hai má lúm đồng tiền. Kỷ Dược Phi không thể không nhìn thêm mấy lần, bất cẩn trượt tay lái, thiếu chút nữa đâm vào lối dành cho người đi bộ. Ba người đều toát mồ hôi hột. Hi hi, thất thần, thất thần. Kỷ Dược Phi ngại ngùng cười, một lần nữa lái xe vào đường chính. Diệp Tiểu Du lại nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. Viện viện, em đi lại không tiện, tối nay chúng ta không đi ăn ngoài, anh sẽ nấu mấy món thanh đạm cho em ăn, được không? Dạ, em nghe theo anh. Viện viện trả lời ngọt ngào. Tiểu Du, tới ngã tư trước em xuống siêu thị mua ít đồ, anh nhớ trong tủ lạnh nhà mình hình như không còn gì cả. Chẳng hiểu vì sao, viện viện mang thai, lại khiến anh vui vẻ như vậy. Anh còn nhớ như in lúc viện viện mới chào đời, được bọc bên trong một chiếc khăn màu hồng nhạt, thân thể yếu ớt. Không biết có phải cô cũng sẽ sinh ra một đứa con giống như vậy hay không? Nhớ tới những điều này, lòng anh dịu lại, tính tình bỗng chu đáo hơn hẳn. Trước khi viện viện thành hôn, trong mắt anh chỉ có mình cô. Dạ, Diệp Tiểu Du cười, trên chiếc xe này quá bức bối. Sau khi xuống xe hít một luồng không khí mới mẻ, tâm tình ức chế của cô mới có thể khoan khoái trở lại được. Vu viện viện áy náy xoay người, Tiểu Du, bên ngoài trời nóng thế, vậy mà còn làm phiền bạn, bạn học cũ à, sao lại nói mấy lời này? Diệp Tiểu Du chân thành nói, hiếm khi bạn mới đến, mình rất vui, buổi tối chúng ta sẽ tâm sự nhiều hơn. Ừm, đúng là mình muốn tán dóc với bạn và cũng muốn thăm anh Phi, mình không dám gọi điện thoại cho ba mẹ. Chỉ tìm hai người thôi. Hai hàng mi của viện viện khẽ run run, thở dài buồn bã. Được rồi, đừng làm bộ mặt đó, không có chuyện gì mà anh Phi của em không giải quyết được hết. Anh vò vò mái tóc xoăn của cô, giọng nói đầy yêu thương. Anh đối xử với viện viện thật tốt, lúc nào cũng vậy. Diệp Tiểu Du âm thầm ngưỡng mộ. Viện viện đúng là nhận hết mọi tìm cảm thương yêu trên đời. Mặt mũi ai nhìn cũng thích, gia cảnh sung túc, từ nhỏ đã khóa chặt ánh mắt của Kỷ Dược Phi. Ông xã Phùng Như Hải càng quý trọng cô như báu vật, một người như vậy còn có gì mà không hài lòng đây. Xe dừng lại trước cửa siêu thị, Tiểu Du mỉm cười gật đầu với viện viện, xuống xe, vừa đợi cho cô đứng vững, chiếc xe đã phóng vụt đi mất. Đứng ở đó, Diệp Tiểu Du nhìn hai bàn tay trống không của mình, dở khóc dở cười, túi xách còn ở trên xe, ví tiền và di động đều ở trong đó, cô lấy cái gì để đi mua những thứ thanh đạm mà anh Phi định nấu đây? Mặt trời nóng như đổ lửa, chỉ mới mấy phút mà cô đã cảm giác toàn thân như đang bốc lửa. Tìm một chỗ râm mát dưới gốc cây trốn vào, cô không biết nên làm thế nào cho phải. Tiền ngồi xe về nhà, tiền gọi điện thoại công cộng, cô đều không có. Người đi đường qua lại lại, không một ai quen biết. Bắc Kinh rộng lớn như vậy, lại chẳng bằng thị trấn nhỏ ở quê cô. Đi tới đâu cũng gặp được người quen, cô bỗng thấy mình thật ngốc nghếch. Mấy thứ này chỉ là chuyện nhỏ, đi bộ một chút rồi cũng về tới nhà thôi. Nhưng hiện tại tâm trạng cô đang rất tồi tệ. Cô không biết bản thân sao lại đố kỵ với người đó như thế. Dù biết rõ là không nên, biết rõ là vô lý. Viện viện đang mang thai nên anh quan tâm nhiều hơn một chút, cô hiểu chứ. Nhưng cô vẫn thấy không vui, mà cảm giác không vui này lại không thể biểu lộ ra ngoài. Bởi vì viện viện là một cô gái tốt bụng và đơn thuần. Cô bỗng nhớ tới mẹ mình đang ở quê. Đáng lẽ cô không nên ở lại Bắc Kinh. Nếu như từ đầu cô chọn đến Thượng Hải làm công việc nghiên cứu, được ở gần mẹ, tiền lương lại rất cao, có lẽ cô sẽ không phiền muộn như bây giờ. Nhưng nếu thời gian có thể quay ngược lại, cho cô được lựa chọn một lần nữa, liệu cô có thể vẫn chọn lựa ở lại đây không? Bởi vì Kỷ Dược Phi ở Bắc Kinh,
bởi vì cô yêu anh một cách ngốc nghếch. Cô thở dài nặng nề, dạo gần đây, cô thường vô thức thở dài, cũng không biết tại sao, phía trước dưới một cây dù che nắng, có một cặp vợ chồng ăn mặc như lao động nhập cư đang bán dưa hấu, người vợ thu tiền, người chồng bán dưa, buôn bán tấp nập, hai người phối hợp rất ăn ý, lúc rảnh tay một chút, chị vợ liền quay sang, dùng khăn mặt lau mồ hôi nhễ nhại trên trán trên mặt chồng, còn yêu thương nói hai ba câu gì đó, rồi bất thình lình, chị vợ chạy ra khỏi chiếc dù, vào siêu thị mua một chai trà ướp lạnh, anh chồng có vẻ oán trách chê đắt, chị vợ mỉm cười mở nắp chai, kiên quyết nhét vào miệng chồng, anh chồng nở một nụ cười uống mấy ngụm, rồi đưa lại cho vợ, chị nếm thử một tí, rồi trả lại cho chồng, Diệp Tiểu Du đứng nhìn ngẩn ngơ, không hề chớp mắt, cho đến khi bọn họ đẩy qua đẩy lại uống sạch chai trà, nước mắt cô đã lăn dài trên má, rốt cục cô cũng hiểu vì sao mình thường hay thở dài, thì ra, từ trước tới giờ cô chưa từng được yêu, cô là vợ của Kỷ Dược Phi, nhưng cô không phải người anh yêu, anh cho cô cuộc sống đầy đủ vật chất, nhưng dưới ánh mặt trời đỏ rực ngày đầu thu, vẫn sẽ bỏ cô lại một mình trên phố, anh không thèm để ý đến thể diện của cô, ân cần hỏi han người mà anh yêu từ thuở nhỏ, anh không thèm để ý anh đi bao nhiêu ngày, cô sẽ nhớ anh bấy nhiêu ngày, vợ chồng hạnh phúc sẽ không tẻ nhạt chán chường như bọn họ, cũng sẽ không hờ hững thờ ơ như bọn họ. Không phải anh không lãng mạn, mà sự lãng mạn của anh không phải dành cho cô, cũng không phải anh không quan tâm chăm sóc, mà người anh quan tâm chăm sóc không phải là cô. Anh chưa từng khoác vai cô đi dạo phố, chưa từng mua cho cô một chiếc áo, chưa từng biết cô thích cái gì, đương nhiên anh cho cô một chiếc thẻ, muốn quẹt thế nào tùy ý, một bàn tay sao vỗ được thành tiếng, một gia đình chỉ có tình yêu đơn phương vĩnh viễn không thể nào có được hạnh phúc, không yêu cô, sao anh lại cưới cô. Diệp Tiểu Du nước mắt chảy đầm đìa, lòng đau đớn vô cùng, cô Diệp, cô không sao chứ, một bóng người cao lớn che khuất ánh mắt trời đang rọi vào người cô rương rương ngẩng lên, một chàng trai cao lớn tuấn tú pha lẫn chút lạnh lùng đang nhìn cô thân thiện, anh quen tôi à, cô lau nước mắt, giọng hơi khàn khàn hỏi, chàng trai thở dài có chút thất vọng, bước tới gần hơn một chút, chống một tay vào thân cây, giúp cô che khuất toàn bộ ánh nắng, em là Kỷ Siêu, sinh viên năm 2 khoa công nghệ thông tin trường đại học B, nhớ ra chưa, thì ra là học trò của cô, bị sinh viên bắt gặp bộ dạng khóc lóc giữa đường, Diệp Tiểu Du hơi mất tự nhiên, cô cố nặn ra một nụ cười, xin lỗi, vì mới đi dạy, có chút căng thẳng, lúc lên lớp sợ người khác nhìn chằm chằm, nên không đeo kính, thành ra không nhìn rõ mặt ai, hết nói, Kỷ Siêu thực sự là phục cô luôn, đây chẳng phải rõ ràng là cô bịt tai trộm chuông ư, cô không nhìn thấy người khác, người khác cũng không nhìn thấy cô chắc, cô gật đầu đồng ý, tại hồi hộp mà, không còn cách nào khác, nhưng nhìn cô biểu hiện cũng không đến nỗi nào, vẻ điềm tĩnh dịu dàng của cô, lại khiến các bạn trong lớp hết sức tán thưởng, cố gắng chống đỡ thôi, em thực sự là học trò của cô hả, cô truy vấn nói, cô à, có thật cô là giáo viên dạy toán không vậy, có tư duy logic hay không, nếu không phải là học trò của cô, làm sao biết cô tên Diệp Tiểu Du, không lẽ cô là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, khuôn mặt lạnh lùng của Kỷ Siêu suýt nữa thì phì cười, không không, cô vội vã xua tay, sau đó ngượng ngùng đưa tay ra, cho cô mượn mấy trăm đi, gì, Kỷ Siêu sửng sốt, cô giáo tên Diệp Tiểu Du này thực sự đặc biệt hết chỗ nói, so với phong độ tính cách ở trên lớp hôm kia quả thực kém rất xa, bây giờ, trông cô giống hệt như một cô sinh viên ngây ngô nhưng lại rất khả ái, nhìn cô chằm chằm một lúc, Kỷ Siêu móc ví ra, đưa cho cô tự lấy đi, cô hơi sửng sốt, nhận lấy, rút vài tờ, rồi thở dài, cô cảm thấy mình giống một đứa trẻ lang thang lưu lạc, hôm nay nếu không gặp được em thì chắc là thảm lắm, cô à, cô ra đường luôn không mang theo túi xách sao, Kỷ Siêu đột nhiên có chút lo lắng, nhìn vẻ mặt như người mất hồn, hai mắt đỏ hồng của cô, chẳng biết có nhớ đường về nhà hay không nữa, suy nghĩ một lát, Kỷ Siêu giật lại tiền trong tay cô, nói đi, cô cần mua cái gì, em đi với cô, nếu cô thật sự đi lạc mất, anh sẽ rất cắn rứt lương tâm, à, cô chỉ về phía siêu thị, thật thà nói, muốn mua vài thứ thanh đạm có dinh dưỡng, vậy đi thôi, Kỷ Siêu đi trước bước về phía siêu thị, cô tự nhiên đi theo phía sau, vào siêu thị, cô vẫn một lòng theo sát sau lưng anh, hoàn toàn không nhớ mục đích của mình là gì, Kỷ Siêu ngước mắt lên nhìn cô, từ bỏ ý nghĩ thương lượng. May là bình thường anh đều tự lo liệu cho mình, chứ không thì hôm nay thực sự sẽ rất khó khăn, anh đi tới khu bán thực phẩm,
chọn ít củ sen và xương sườn, lại chọn một ít rau tươi, thấy bánh mì mới ra lò, cũng chọn mấy cái, đủ rồi chứ, anh đẹp trai ngời ngời thế này lại bị giáng xuống làm người đi mua thức ăn, bao nhiêu người sẽ phải trợn mắt vì kinh ngạc, chắc là thiện tâm đại phát, sao anh mất hình tượng như thế này, S, làm người tốt thật không dễ. Diệp Tiểu Du sực tỉnh, vội vàng định xách giỏ, anh đẩy tay cô ra, anh xách thấy yên tâm hơn, cảm ơn em, Kỷ, mặt cô lại đỏ lên, Kỷ siêu, Kỷ trong kỷ luật, siêu trong siêu nhân, từ trước tới giờ chưa từng bị người khác ngó lơ, anh thực sự bị cô đã kích quá mức, Kỷ siêu, cảm ơn em, cô nói rất chân thành, còn tiền, ngày mai đến trường cô sẽ trả cho em, thật ra, cô không thường thế này đâu, hôm nay là một ngoại lệ, vừa nói, mắt cô lại rưng rưng, nước mắt chỉ chực chờ rơi xuống, hoàn cảnh gia đình khó khăn, cô sống luôn luôn biết tiết kiệm, mọi lúc mọi nơi đều lưu ý cẩn thận, sợ vô ý tiêu tiền quá mức, làm bất cứ việc gì đều suy nghĩ rất chu đáo, nhưng hôm nay, mọi thứ đều quá đột ngột, cô không có đề phòng, lúc nào rảnh cô mời em đi ăn là được, không cần trả lại tiền, em đưa cô về, trông cô giống như vừa phải chịu bao nhiêu ức ức, tinh thần hoảng loạn, khiến trái tim luôn lạnh lùng thờ ơ của anh cũng trỗi lên sự thương cảm. Cái gì, cô có nghe lầm hay không? Diệp Tiểu Du nhìn Kỷ Siêu, không nói nên lời, bên ngoài trời rõ ràng vẫn còn chói chang nắng, vì sao phải đưa cô về? Không cần đâu, cô đi một mình cũng được. Cô từ chối, hôm nay cô làm phiền cậu ấy nhiều rồi, không thể tiếp tục làm mất thời gian người ta nữa, dù gì em cũng rảnh, đi xe chung với cô, coi như ngắm cảnh phố phường. Anh nhún nhún vai, hai hàng lông mày nhướng lên, rất kiên quyết, Diệp Tiểu Du lại sửng sốt, cô không biết làm thế nào để cự tuyệt ý tốt của Kỷ Siêu, không thể làm gì khác hơn đành nói, vậy làm phiền em, khóe miệng Kỷ Siêu khẽ nhếch lên, khiến cho cô giáo trẻ phải chịu thua, tâm trạng rất thoải mái, lúc tính tiền, Diệp Tiểu Du để ý thấy mấy cô nữ sinh ở quầy bên cạnh thỉnh thoảng lại liếc nhìn Kỷ Siêu, còn thì thầm cười khúc khích, mà Kỷ Siêu vẫn đeo vẻ mặt lạnh lẽo thường ngày. Không có một chút biểu cảm gì, à thì ra Kỷ Siêu là một anh chàng rất đẹp trai, Diệp Tiểu Du bây giờ mới phát hiện, trên xe buýt chật ních người, mùi mồ hôi chốc chốc lại bốc lên theo gió, Kỷ Siêu một tay cầm chiếc túi giấy to, một tay nắm thanh vịn trên cao, giam Diệp Tiểu Du ở phía trong, không để cô bị người khác đụng trúng, trên đường xe cộ đông đúc, xe buýt thì cứ lắc qua lắc lại, thỉnh thoảng lại thắng gấp một cái làm cô ngã vào người Kỷ Siêu. Hại cô xấu hổ lúng túng luôn miệng nói, xin lỗi, Kỷ Siêu thở dài, nhẹ giọng nói, cô ôm lấy eo em là khỏi sợ, không, không, tuy cô là cô giáo, Kỷ Siêu là sinh viên, nhưng tuổi tác xấp xỉ nhau, làm như vậy thật sự không thích hợp, trung học, đại học, cao học, trong lớp cũng có rất nhiều nam sinh, có lẽ cũng muốn tiếp cận cô, nhưng khi đó cô một lòng chăm chỉ đọc sách thánh hiền, trong tim chỉ có mỗi Kỷ Dược Phi. Trong mắt chưa từng nhìn thấy một anh chàng nào khác, cô không có bất cứ một kinh nghiệm nào khi ở gần người khác phái cả, giờ phút này, cô thực sự không biết làm thế nào, cô muốn lui về phía sau mấy bước, tiếc là trong xe người chật như nêm, bất đắc dĩ phải trở lại chỗ cũ, nở một nụ cười khổ, chần chừ khẽ nắm lấy áo thun của Kỷ Siêu, lại một cú thắng gấp, cô ngã một cái quá mạnh vào người anh, thôi kệ, cô chẳng khăng khăng nữa, đẩy cơ thể ra một chút. Cánh tay nhẹ nhàng vòng qua người Kỷ Siêu, coi cậu ta như cây cột là được rồi, cô thầm an ủi mình trong bụng, Kỷ Siêu ngẩng đầu lên, cười trộm, thật không ngờ, cô gái này lại bảo thủ như thế, cô thực sự càng ngày càng thú vị. Chương 3, không chia ly bà, ngày ngày đã quen với việc đi thang máy, vậy mà đột nhiên lại giống như không còn chút sức nào để đi lên. Tay giơ lên bất động nhấn vào nút bấm trên tường, Diệp Tiểu Du nhìn từng con số màu đỏ sáng lên cho đến khi tới vị trí tầng trệt, cửa mở ra, những gương mặt quen biết mỉm cười gật đầu với cô, sau khi đi qua, còn quay đầu lại nhìn cô bằng ánh mắt quái lạ, không hiểu vì sao cô cứ đứng ở cửa thang máy không bước vào, sao lại như vậy, chỉ vì cô cảm thấy sợ, sợ phải nhìn thấy phải cảnh tượng nào đó, sợ phải nghe thấy điều không nên nghe, cô có lên không? Một người đàn ông không biết ở tầng mấy, đang vội đi lên, đứng giữa cửa thang máy, dựa vào cạnh cửa chờ đợi, nhìn cô mất kiên nhẫn, cô gật đầu trong vô thức, vuốt lại mớ tóc lộn xộn, ôm túi giấy bước vào, trong thang máy chỉ có hai người, bầu không khí có chút trầm lặng, người đàn ông không tìm được gì để nói,
vì sắc mặt của cô khiến bất kỳ ai cũng phải rút lui có trật tự. Nó tái nhợt bất lực nhưng rất kiên cường, may là rất nhanh đã tới tầng lầu nhà cô. Người đàn ông khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhà ở ngay trước mặt. Cô nhắm mắt lại, cố gom hết sức lực, đứng một hồi mới lấy chìa khóa ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, một tràng cười giòn tan vọng ra. Cô nhìn sang chỗ sofa trong phòng khách, Kỷ Dược Phi và Viện Viện đang ngồi nói chuyện rôm rã, ánh mắt anh dịu dàng thân thiết. Trên bàn trà đầy đủ các loại trái cây, máy điều hòa mở nhiệt độ vừa phải. Mặt Viện Viện giống như hoa nở tươi rói dưới ánh mặt trời, bao nhiêu ấm ức lúc nãy đã biến mất sạch sành sanh. Xem ra bản lĩnh dỗ dành người khác của Kỷ Dược Phi là hạng nhất. Cô không hiểu lầm, chỉ đột nhiên sượng người một chút mà thôi. Cảnh tượng này quả nhiên giống như tưởng tượng, nói mờ ám không bằng nói anh em thân mật. Có điều, không phải như vậy. Viện Viện là người đầu tiên quay lại nhìn thấy cô, tay nở bụng bầu bước ra đón. Tiểu Du, túi sách của bạn bỏ trên xe, bạn không gặp phải phiền phức gì chứ? Cô nhẹ nhàng lắc đầu, quay người đóng cửa. Không có, trên người mình có mang tiền, người cũng đã về tới đây rồi, còn có thể gặp phiền phức gì nữa? Có một số lời không nói ra vẫn hơn. Cô lặng lẽ tiêu hóa nỗi đau đớn mãnh liệt trong lòng. Vậy là tốt rồi, mình cứ lo mãi, ngoài trời rất nóng, đứng lâu ngoài đường sẽ bị cảm nắng. Viện Viện nhìn cô đầy quan tâm, sắc mặt cô hơi tái. Kỷ Dược Phi cũng đã bước tới, đón lấy túi giấy trong tay cô. Lớn đầu như thế rồi mà làm việc vẫn quên trước quên sau như vậy. Cô ừ một tiếng, trên mặt không có biểu cảm gì, trực giác muốn né tránh ánh mắt anh. Ngày hôm nay, trong lòng cô luôn ngập tràn một cảm giác hoảng loạn và bất lực. Một cái gì đó vô hình đang chậm chậm dâng lên trong lòng cô. Tạm thời cô không muốn suy nghĩ quá nhiều, cũng không dám đối mặt với nó. Quay đầu nhìn Viện Viện chỉ về phía phòng tắm. Mình đi tắm cái đã, cả người mồ hôi không à? Ừ, đi đi. Viện Viện gật đầu, muốn mình lấy giúp quần áo không? Thôi khỏi. Kỷ Dược Phi nhìn hai cô một cái, rồi quay đi mang đồ vào bếp nấu nướng. Tay nghề nấu ăn của anh giỏi hơn cô rất nhiều, nhưng anh không nấu, trừ khi có bạn thân nhất của anh tới chơi, hoặc là nấu cho Viện Viện. Đóng cửa phòng tắm lại, Tiểu Du mở vòi sen, những giọt nước mắt không tên hòa lẫn giữa dòng nước đang tuôn xối xả. Cuộc sống không giống như bài toán, dù khó đến đâu cũng luôn có một cách giải, luôn có một đáp án chính xác. Cuộc sống thì khác, rất nhiều tình huống cả mong muốn lẫn không mong muốn đồng loạt xuất hiện. Chỉ số thông minh dù cao tới đâu, thì khi đứng trước những vấn đề khó khăn trong cuộc sống, người ta cũng chỉ như một đứa trẻ kém phát triển mà thôi. Kết hôn rồi thì không thể giống như lúc đang yêu, muốn biến mất là biến mất, nếu không thì giận dỗi mấy ngày không gặp, dùng xa cách để nhận ra nỗi tương tư trong lòng. Nhưng cô không thể, sống chung dưới một mái nhà, cho dù có ấm ức đến đâu, vẫn phải về nhà, còn phải nhìn gương mặt mà mình không muốn nhìn thấy nhất lúc này. Anh quả thật là cao thủ. Trong lúc cô tắm, trên bàn đã dọn đầy những món ăn đủ sắc hương vị, ba người ngồi ba ghế. Việc đầu tiên Kỷ Dược Phi làm là múc cho Viện Viện một chén canh củ sen đầy áp xương sườn, nhìn cô uống hết với vẻ mặt đầy yêu thương. Viện Viện từ nhỏ đã được anh chăm sóc, đến khi đi học, Tiểu Du lại luôn quan tâm cô. Ở trước mặt hai người, Viện Viện cho rằng việc mình được cưng chiều là lẽ đương nhiên, không bận tâm tới việc mình còn lớn hơn Tiểu Du tới 2 tuổi. Dịp Tiểu Du vẫn vùi đầu ăn cơm, cơm khô khốc, cô nhai cơm bằng hết sức bình sinh, vậy mà cũng không nuốt trôi được. Tiểu Du, sao bạn không gấp thức ăn? Viện Viện hai má căng phồng, cả miệng đều là thịt sườn, cô ăn vô cùng ngon miệng. Tiểu Du mỉm cười, chắc tại mùa hè, ăn cái gì cũng không thấy ngon, nhưng bây giờ sang thu rồi mà. Viện Viện tròn xoe hai mắt, khó hiểu hỏi lại, à, đó là tại mùa hè của mình tương đối dài. Cô đùa lại trả lời, chọc cười Viện Viện khiến cô ấy sơ ý làm cơm vãi ra ngoài. Kỷ Dược Phi nhặt hết mấy hạt cơm rơi trên bàn rất tự nhiên, giống như đã quá quen thuộc. Cô liếc mắt, làm như không có việc gì ngửa đầu uống mấy ngụm nước, cơm trong miệng rốt cục cũng nuốt xuống được. Món canh thanh đạm mà lại dinh dưỡng kia, từ đầu tới cuối, cô không đụng tới một giọt. Kỷ Dược Phi và Viện Viện nói về những người mà họ quen biết, hai gia đình bọn họ quen nhau nhiều đời, có rất nhiều chuyện có thể nói với nhau. Cô là người ngoài, không nên xen vào làm gì, như vậy cũng tốt, cô có thể tập trung vào việc ăn cơm. Canh trong tô, từng vá chuyển vào trong chén Viện Viện, không bao lâu đã cạn tới đáy. No quá đi. Viện Viện vuốt bụng, vẻ mặt thỏa mãn, Như Hải nấu cơm khó ăn muốn chết, anh Phi của em vẫn là nhất, thế mà cô ấy lại vứt bỏ Kỷ Dược Phi để gả cho Phùng Như Hải. Diệp Tiểu Du thấy mắc cười, con người thật thú vị,
thứ mất đi luôn là thứ tốt nhất, không phải hối hận đã gả cho Phùng Như Hải rồi đó chứ. Cô nhịn không được buộc miệng hỏi, Kỷ Dược Phi bên cạnh hơi tái mặt đi, cô làm như không thấy, Viện Viện dẫu dẫu môi, suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu, không hối hận. Tuy rằng bây giờ mình rất giận ảnh, nhưng ở Như Hải có một sức mạnh bất khuất không chùn bước, mình rất kính nể, cũng rất rung động, đó có lẽ là sự ngưỡng mộ, không phải tình yêu thì sao, cô nhắc nhở Viện Viện. Viện Viện cười thô thiển, mình học hành thì kém, chứ ngưỡng mộ và yêu mình vẫn biết phân biệt rõ ràng, giống như anh Phi, mình cũng rất khâm phục, cũng ngưỡng mộ nữa, nhưng mình chỉ xem là anh trai thôi, không có tình cảm nam nữ trong đó, nhưng Như Hải thì khác, ở trước mặt anh ấy mình sẽ cuống quýt lên, sẽ tính cách này cách nọ để gây chú ý với ảnh, ai già, không nói nữa đâu, dù gì cũng không giống nhau. Viện Viện đỏ mặt, hai mắt long lanh, dáng vẻ ngượng ngùng như một cô bé. Trái tim mạnh mẽ của Kỷ Dược Phi lại một lần nữa bị đả kích dữ dội. Anh biết Viện Viện thật thà, không giả dối, nhưng cũng nên quan tâm tới sức hút đàn ông của anh chứ. Tốt xấu gì anh cũng quan tâm yêu thương cô hơn 20 năm. Ice, nước chảy vô tình, hoa rơi hữu ý, người đa tình luôn phiền não bởi kẻ vô tình. Yêu anh ấy như vậy, sao còn giận anh ấy, ầm ĩ bỏ nhà trốn đi. Diệp Tiểu Du nhẹ giọng hỏi, Viện Viện kinh ngạc, mở to hai mắt. Bỗng nhiên phì một tiếng cười phá lên, ta nói ngã Tiểu Du, cô vừa cười vừa thở, có bạn ở đây, mình muốn chìm đắm trong lãng mạn một lúc cũng không được, sao bạn luôn luôn thực tế đến vậy. Diệp Tiểu Du cũng cười, đây là sự thật rành rành, bạn có thể giả bộ như không có gì sao, thỉnh thoảng nằm mơ thì được, nhưng không thể sống trong giấc mộng, dù sao bạn cũng đang bước đi trên con đường đời đầy bụi bặm này. Kỷ Dược Phi nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Du không chớp mắt, người học toán như cô không phải chỉ biết toàn công thức thôi sao, nói đến đạo lý không ngờ cũng có lớp có lăng như vậy, cũng phải. Viện Viện gật gù, hơi lúng túng, thực ra cũng không có chuyện gì to tát, chỉ tại ảnh lúc nào cũng bận rộn, rất ít ở bên cạnh mình, sau khi mang thai, con người ta hình như trở nên đặc biệt mẫn cảm và cô đơn, mình nói ảnh buổi tối bớt đi ra ngoài, ảnh không chịu, mình giận quá nên mới chạy tới đây, chẳng phải Phùng Như Hải là công chức nhà nước sao? Lẽ nào phải đi xã giao quá nhiều, Ice, công việc của công chức thì cũng không có gì nhiều, thỉnh thoảng mới phải xã giao, không thường xuyên ra ngoài, nhưng mà hiện tại ảnh lại đi làm giáo viên dạy thêm lớp buổi tối, ngày nào cũng phải đi, làm thêm, anh ấy nói trong nhà sắp có thêm một người, tiêu tiền sẽ nhiều hơn, trước khi đứa bé ra đời, tranh thủ kiếm thêm chút tiền, nhưng mà, Tiểu Du, bạn cũng biết ba mẹ mình đã nói, sinh con không phải là chuyện riêng của tụi mình. Tất cả mọi phí tổn ba mẹ sẽ chi, nhưng ảnh không chịu, một mực khăng khăng tự kiếm tiền, chẳng phải anh ấy cố ý không chịu ở nhà với mình sao? Bầu không khí đột nhiên có chút lạnh đi, không ai trả lời câu nói của Viện Viện, cô ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt trách cứ của Diệp Tiểu Du, Kỷ Dược Phi cũng có vẻ mất tự nhiên, sao vậy? Viện Viện, Diệp Tiểu Du nắm tay cô, dịu giọng nói, lúc nào cũng vậy, một người cả ngày nhìn chằm chằm viên đá quý, nhưng lại không biết sự quý giá của nó, dùng cổ ngữ của Trung Quốc để nói thì cái này gọi là đắc phúc bất tri có phúc mà không biết hưởng, không sai, bạn là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Hoa Vũ, có cả đống tiền, nhưng nếu như một người đàn ông cưới bạn vì tiền, mà không phải bởi vì yêu bạn, bạn có vui không? Viện Viện nhíu mày, kiên quyết lắc đầu, đúng vậy, Phùng Như Hải không phải thế, tuy gia cảnh của anh ấy thiếu thốn, nhưng nếu ảnh đã cưới bạn làm vợ, vậy thì bạn chính là trách nhiệm của ảnh, ảnh chỉ xem bạn là vợ, chứ không phải là thiên kim tiểu thư nào hết, đứa con trong bụng bạn, cũng là trách nhiệm của anh ấy là một người đàn ông mạnh mẽ, giống như một ngọn núi lớn để bạn dựa vào, không trông chờ vào bất cứ ai khác, có một người chồng quý trọng mình như vậy, bạn không cảm thấy hạnh phúc sao? Diệp Tiểu Du nói thống thiết một mạch, hai mắt đã ửng đỏ, đừng để người ta quá đắm đuối vì mình, Viện Viện. Tình yêu là sự quý trọng lẫn nhau, đừng quá tham lam, chỉ lo hưởng thụ mà không đáp lại, như vậy cho dù có yêu sâu đậm đến mấy thì cũng sẽ từ từ nhạt phai. Những lời Tiểu Du nói dường như rất đúng, Viện Viện bắt đầu thấy hối hận vì hành vi tùy hứng của mình. Kỷ Dược Phi ngồi bên cạnh, lại có chút sững sờ, anh chưa thấy hình ảnh cô thao thao bất tuyệt như vậy, càng chưa từng thấy cô cảm tính mãnh liệt như thế. Diệp Tiểu Du này không phải người anh biết, cô trước đây rất ít có suy nghĩ của riêng mình. Luôn thuận theo ý kiến của anh, chưa từng trái ý, mình quyết định rồi, Viện Viện ngẩng đầu, mình chỉ giận 2 ngày thôi, sau đó sẽ trở về Đường Sơn,
vẫn là giọng điệu giận dỗi trẻ con. Diệp Tiểu Du buồn cười lắc đầu, ừ, có điều gọi điện thoại báo cho Phùng Như Hải một tiếng, để người ta khỏi sốt ruột. Ờ, viện viện trả lời phụng phịu. Diệp Tiểu Du thở dài, bạn bè cũng chỉ có thể khuyên giải tới mức này, những cái khác phải xem nỗ lực của bản thân mỗi người. Viện viện là cục cưng trong nhà, quen được chiều chuộng, ít nhiều cũng chẳng cần bận tâm, ngược lại là mình, giống như một con diều đứt dây, làm gì có ai để ý. Sao em lại nói với viện viện những câu đó? Trong phòng ngủ, Kỷ Dược Phi đang lau tóc ướt, vừa mới tắm xong, anh chỉ mặc một chiếc quần thun dài trong nhà. Câu nào, đang thu gom áo sơ mi của anh, Diệp Tiểu Du cũng không ngước mắt lên, cơ thể đó hôm nay không còn khiến cô đỏ mặt hét lên như ngày trước nữa. Cái gì mà hối hận hay không hối hận, Tiểu Du, anh kéo cô lại, để cô nhìn thẳng vào mắt anh, đều đã là chuyện quá khứ rồi, vì sao em cứ giữ mãi trong lòng vậy? Người anh kết hôn cùng là em không biến mình thành một người ngoài cuộc thì không chịu được hay sao? Ồ, thì ra anh cũng biết người kết hôn với anh là cô, kết hôn thì đã làm sao, chỉ là một tờ giấy mà thôi, có thể nói lên cái gì, quan hệ về mặt pháp luật, còn những cái khác thì sao, trong lòng mỗi người có một mảnh trời riêng à. Cô nhìn khuôn mặt nghiêng góc cạnh của anh, cười chua chát, ngày xưa, có hai nhà sư một béo một gầy rời chùa đi khất thực. Đi tới một dòng sông nước chảy xiết vô cùng, nhìn thấy một cô gái trẻ quanh quẩn bên bờ sông, nhà sư gầy mới bước tới, bế cô gái nhảy qua con sông kia. Sau đó, hai nhà sư lại tiếp tục lên đường, đi rất lâu, nhà sư béo rốt cục nhịn không được hỏi, thầy thân là đệ tử Phật gia, sao lại đi bế phụ nữ? Nhà sư gầy mỉm cười, ta đã thả cô ta xuống từ lâu rồi, mà thầy vẫn cứ ôm khư khư chuyện đó ở trong lòng. Nói xong, cô đẩy tay anh ra, cầm quần áo dơ đi ra ngoài, cánh cửa đã che khuất thân thể mảnh mai của cô, mà Kỷ Dược Phi vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, cô không học toán nữa, chuyển sang tu Phật rồi sao? Ngày hôm nay cô càng lúc càng khác lạ, khiến anh không hiểu nổi, anh cảm thấy hình như mình càng ngày càng không hiểu được cô. Cô không phải là một cô gái hẹp hòi bốc đồng, cô đầm tính hiểu chuyện, đối xử với mọi người luôn luôn lễ độ rộng lượng, thông minh, chăm chỉ, vẻ thanh tú nhu mì của cô khiến cô luôn là một ngôi sao lấp lánh giữa chốn đông người, dễ dàng thu hút ánh mắt của người khác. Cưới được một phụ nữ như cô, anh cũng có phần hãnh diện, mà cũng không phải lo lắng nhiều. Nếu như không thể cưới được người mình yêu, nhưng vẫn phải kết hôn, vậy thì còn có sự chọn lựa nào tốt hơn ngoài cô ra? Cho nên anh từ bỏ sự tự do quý giá của kiếp đời độc thân, cầu hôn cô. Một người chồng như anh không có chỗ nào bắt bẻ được, có nhiều tiền, có địa vị, có bằng cấp, xuất thân gia đình trí thức, ngoại hình cũng tốt, trong lòng cô chắc chắn phải rất thỏa mãn chứ. Nhưng hôm nay cô nói mấy câu đó là có ý gì? Trong đầu cô rốt cuộc đang suy nghĩ những gì? Quá nhiều câu hỏi, nhưng anh hoàn toàn không có câu trả lời. Lúc này, toàn bộ tâm trí anh đều là khuôn mặt mỉm cười nhưng không hề vui vẻ của cô, chưa bao giờ lại kỳ lạ như thế. Viện viện là phụ nữ đang mang thai, thèm ngủ, nên đi ngủ từ sớm. Diệp Tiểu Du ngồi trong phòng sách, nói là phải viết một bài luận văn, cần thức đêm. Kỷ Dược Phi buồn bực ngồi trong phòng ngủ tiếp tục trầm tư nghĩ ngợi, ba người ba nơi, đêm càng lúc càng khuya. Chương 4, Duyên Khởi 1, Giữa Bạc Ngàn Hoa Sen, em đem sinh mạng mình, tất cả giao cho anh, không một chút đắn đo, không chút nào tính toán, đúng vậy, không có gì, có lẽ do chúng ta đã được an bài sẵn. Giữa ngàn vạn tầng lớp lá sen, khi anh ngoảnh lại nhìn, có rất nhiều chuyện từ nay đã định. Vào một buổi chiều, tràn ngập mùi hoa thơm, một ngày mùa thu năm 12 tuổi, tiết trời chỉ mới hơi se lạnh, một cơn gió mang theo mùi hương hoa quế thơm ngát trong vườn, xuyên qua sông cửa hồ bay vào trong căn phòng nhỏ đơn sơ. Diệp Tiểu Du nhoài người trên bậu cửa, sốt ruột nhìn con đường mà mẹ thường trở về sau một ngày đi bán vất vả. Mẹ Tiểu Du xuất thân trong một gia đình ở nông thôn, ông ngoại dốc hết sức cho mẹ đi học, đáng tiếc năm lên trung học, mẹ gặp được ba Tiểu Du, mối tình đầu nào cũng vậy, hai trái tim non nớt như lửa cháy hừng hực, trong mắt hai người chỉ tồn tại đối phương, mà không còn sách vở học hành gì nữa. Chuyện sau đó không khó để tưởng tượng, lúc thi vào đại học cả hai đều thi rớt, vị thần số phận mặc dù không mấy quan tâm, nhưng chấp nhận số phận cũng không phải là quá tệ. Vừa tốt nghiệp, hai người liền kết hôn sớm. Ba Tiểu Du xin vào làm công nhân trong một nhà máy, mẹ cô đi làm tại một xưởng dệt, cuộc sống cũng không đến nỗi nào. Trên thực tế, mẹ Tiểu Du sống rất hạnh phúc,
không có lý do gì cả, chỉ vì ba cô thực sự rất yêu mẹ. Rất nhiều bạn bè của mẹ đều hâm mộ tình cảm vợ chồng sâu sắc của bọn họ, thế nhưng, họ cũng không để bạn bè hâm mộ quá lâu. Ba cô lãng mạn, nhưng không sống thọ. Kết hôn được mấy năm, ba Tiểu Du hàng đêm vẫn đạp xe đi đón mẹ cô làm ca đêm trở về. Năm dịp Tiểu Du được 2 tuổi, lúc ba cô băng qua đường giữa đêm khuya thì bị một chiếc xe tải chạy quá tốc độ đâm vào, trên đường đưa đến bệnh viện, đã ra đi không kịp trăn trối một lời. Mẹ Tiểu Du quá đau đớn thiếu chút nữa đã tự sát ngay tại chỗ, nhưng nhìn thấy Tiểu Du nhỏ bé ngoan ngoãn, mẹ cô cắn răng đưa tiễn ba cô, từ bỏ công việc ở xưởng dệt, chuyển sang bán rau ở chợ, đảm đương gánh nặng gia đình, từ một gia đình hạnh phúc trở thành một gia đình đau khổ chua xót tận tâm can. Cuộc sống cũng không đến mức túng quẫn như tưởng tượng, nhưng cũng không thiếu những khó khăn vất vả. Câu chuyện gia đình mẹ quá con côi cũng chẳng có gì mà ầm ĩ. Diệp Tiểu Du từ rất nhỏ đã phải tự chăm sóc cho mình. Nếu như hỏi cô tâm nguyện lớn nhất trên đời là gì, nhất định cô sẽ nói, muốn mẹ được hạnh phúc. Chẳng biết có phải vì giấc mộng yêu đương lãng mạn của mình đã được thành hiện thực hay không mà mẹ Tiểu Du gói ghém hết mọi tế bào lãng mạn cất đi, nhìn cuộc đời bằng con mắt thực tế hơn. Bà hy vọng Tiểu Du có thể hoàn thành giấc mộng dang dở của mình, lên đại học, rồi lên cao học, nếu như có thể đi du học thì càng tốt, không thì tìm lấy một công việc lương khá, tự nuôi sống bản thân. Mặc kệ là giấc mộng nào, mẹ Tiểu Du muốn cô hãy dựa vào chính mình, chứ đừng hy vọng dựa dẫm vào một người nào khác. Diệp Tiểu Du chưa từng để mẹ mình thất vọng, từ khi học mẫu giáo, đã là một đứa trẻ ngoan, một học sinh ưu tú, điềm đạm, hướng nội nhưng rất độc lập. Phía cuối đường, bóng dáng mệt mỏi uể oải của mẹ vừa xuất hiện, Tiểu Du lập tức chạy ra ngoài, khuôn mặt nhỏ vô cùng hưng phấn. Sao không ở trong nhà, bên ngoài trời nắng lắm, giọng mẹ đầy mệt mỏi, cũng tràn đầy xót xa. Đôi mắt đen lay lấy của Tiểu Du sáng long lanh, cái miệng nhỏ cong lên, mẹ đoán thử xem, hôm nay có chuyện tốt gì xảy ra. Mẹ kéo tay cô, mỉm cười hỏi, Tiểu Du đã biết đi xe đạp. Cô lắc đầu, Tiểu Du đã biết làm thức ăn, ice. Khuôn mặt thanh tú của cô cau lại, mẹ thật là, biết cô chạy xe đạp rất tệ, xào rau thì nát hết, còn cố ý bêu xấu cô. Mẹ, có giấy thông báo của Nhất Trung, con trúng tuyển rồi. Thật ư? Mẹ ngồi thụp xuống, nắm chặt tay cô không dám tin. Nhất Trung là trường trung học tốt nhất thành phố, phải nói là một trong những trường trung học tốt nhất tỉnh, không chỉ có môi trường học, cơ sở vật chất đều là hạng nhất, hơn nữa năng lực của giáo viên càng khiến người ta ngã nón ngưỡng mộ. Cả tỉnh có bao nhiêu người thông qua quan hệ đưa con mình vào trường đó, những người không có quan hệ đều phải thi tuyển mới được nhận vào, mà những người đi đậu đều là những học sinh giỏi nhất của những trường giỏi nhất. Bà không ngờ Tiểu Du lại có thể trúng tuyển. Diệp Tiểu Du gật đầu nghiêm túc, mẹ cô rưng rưng vì hạnh phúc, giọng nói run run, đúng là một chuyện tốt, hôm nay mẹ sẽ dẫn Tiểu Du đi ăn cái gì đó thật ngon. Diệp Tiểu Du lắc đầu, không cần đâu, mẹ mệt lắm rồi. Tiểu Du và mẹ ăn ở nhà cũng vậy thôi, con nấu xong hết rồi. Mẹ biết cô hiểu chuyện, chăm sóc nhà cửa rất vất vả, nhói lòng gật đầu, đứng lên, ừ, vậy nếm thử tay nghề Tiểu Du nhà ta xem thế nào. A, cho dù có không ngon, mẹ cũng phải ăn hết đó. Diệp Tiểu Du nhanh nhẹn nhảy chân sáo vào nhà, mẹ mỉm cười gật đầu, ừ, nghe lời Tiểu Du hết. Nhất Trung quả thực đẹp tuyệt đúng như mọi người vẫn nói. Diệp Tiểu Du mặc một chiếc váy hoa màu trắng, đi men theo con đường nhỏ giữa hai hàng cây râm mát trong khuôn viên trường, phấn chấn nhìn ngắm khắp xung quanh. Trên sân vận động đang diễn ra một trận đá bóng, tiếng hoan hô, tiếng la hét thỉnh thoảng vọng lại. Dưới bóng cây đột nhiên xuất hiện một cô gái trông giống hệt một con búp bê. Cô vừa đưa tay vẫy vẫy chào tạm biệt một chiếc xe hơi đang từ từ đi xa dần ở phía bãi đỗ xe, vừa quay người lại nhìn chằm chằm bảng tên của Diệp Tiểu Du. Bạn cũng học lớp 2 năm nhất sơ trung à? Năm nhất sơ trung tương đương lớp 7 của Việt Nam, lớp 2 ở đây là chỉ số thứ tự, có thể hiểu là lớp 7-2, ừ, cô gái hưng phấn kéo tay Diệp Tiểu Du, mình cũng vậy, mình tên Vu Viện Viện, đến từ trường tiểu học thực nghiệm, mình là học sinh ngoại thành. Diệp Tiểu Du ngượng ngùng nói, cô hiếm khi chủ động bắt chuyện với người khác. À, Vu Viện Viện há hốc miệng rất cường điệu, tiểu học ngoại thành ư, đây là nhất trung đó, vậy mà bạn lại thi đậu, sao có thể chứ? Diệp Tiểu Du buồn cười vì vẻ mặt của cô gái, thực tế không phải mình đang đứng ở đây sao, bạn nhất định học rất giỏi, chúng ta ngồi chung bàn với nhau có được không? Vu Viện Viện nhiệt tình ôm Tiểu Du, nhỏ giọng tiết lộ, nói nhỏ với bạn, mình học hành siêu tệ,
nhưng ba mình xây tặng nhất trung một tòa nhà, nên mình mới ngoại lệ được vào đây học, anh Phi của mình cũng học ở đây, có điều, bây giờ mình không cần ảnh nữa, mình có bạn rồi, bạn xuất sắc như vậy, nhất định sẽ giúp mình, có đúng không? Nhìn Viện Viện tiết lộ nhược điểm của mình không hề giấu giếm, Diệp Tiểu Du không khỏi yêu thích sự thẳng thắn và chất phác của cô ấy, trả lời rõ ràng, cùng nhau cố gắng chứ, đừng khích lệ mình sẽ không cố gắng đâu, hơn nữa có cố cũng uổng công. Vu Viện Viện từ chối thẳng, dưới ánh mặt trời, gương mặt ửng hồng của cô ấy phúng phính như một quả táo, chiếc váy công chúa màu hồng nhạt bay nhẹ trong gió, đẹp thật. Diệp Tiểu Du thầm cảm thán trong lòng, đúng rồi, bạn có quen anh Kỷ Dược Phi của mình không? Viện Viện nũng nịu hỏi. Diệp Tiểu Du ngơ ngác lắc đầu, mình mới tới, không quen biết ai ở đây cả. Ừ, hai cô gái nắm tay nhau, sóng vai đi về phía lớp học, hôm nay chỉ là ngày báo danh, chưa vào học chính thức, tâm trạng mỗi người đều đang phơi phới. Viện Viện càng vui vẻ hơn, cô quay đầu sang, bạn mới tới chắc cũng nghe nói, anh Phi của mình là số một ở nhất trung đó. Cả vẻ mặt lẫn giọng nói của Viện Viện đều rất cường điệu, thực sự rất dễ thương. Diệp Tiểu Du nhìn cô cười mỉm chi, Viện Viện thấy thế sốt ruột, thật đó, ảnh học năm ba cao trung rồi, học giỏi số 1, thể dục số 1, hơn nữa bất kể thi đấu môn gì, chỉ cần ảnh tham gia đều đứng số 1, còn nữa, ảnh cũng đẹp trai số 1. Tiểu Du nhịn hết nổi, che miệng cười phá lên, bạn có chắc là đang kể về anh Phi của bạn, chứ không phải là Apollo trong thần thoại không? Cô hỏi bằng giọng dí dỏm, Apollo cốc khô gì, bạn, mình dẫn bạn đi xem rồi sẽ biết. Viện Viện không đợi Tiểu Du trả lời, lôi kéo cô chạy đi, đừng có kéo, Viện Viện, mình muốn đi lãnh sách giáo khoa, sách từ từ rồi lấy, thế nhưng mình không muốn quen biết Kỷ Dược Phi nào hết, không làm quen bạn sẽ hối hận. Viện Viện cũng mạnh thật, Tiểu Du đành phải đi theo, đi qua khu phòng thí nghiệm, quẹo vào sân bóng rổ. Viện Viện rốt cục ngừng lại, anh Phi, cô phấn khích gọi một nam sinh đang chơi bóng, hai tay vẫy vẫy liên tục không ngừng, Diệp Tiểu Du còn ôm ngực, thở hổn hển vì mệt. Trên sân bóng, một nam sinh cử chỉ phóng khoáng ném bóng cho một nam sinh khác, mừng rỡ chạy tới, ánh mặt trời chiếu thẳng trên người anh, tỏa ra một vần ánh sáng vàng rực rỡ, hai chân thon dài, lồng ngực tráng kiện, mái tóc đen dày, gương mặt đẹp trai đầy nam tính. Vu Viện Viện kiêu ngạo quay đầu lại, thế nào, không lừa bạn chứ? Diệp Tiểu Du đột nhiên cảm thấy tim mình nứt ra một khe hở, một luồng sáng chiếu xuyên qua, hơi thở của cô trong chớp mắt trở nên dồn dập. Viện Viện, Kỷ Dược Phi vui vẻ nhất bỗng Vu Viện Viện lên, vui sướng xoay tròn một vòng, cô đập lên hai vai anh, hét toáng lên, bỏ em xuống, mau bỏ em xuống. Diệp Tiểu Du nhìn bọn họ coi chung quanh như chỗ không người, trái tim trưởng thành sớm của cô bỗng sáng tỏ. Vu Viện Viện trong mắt người tên là Kỷ Dược Phi kia vô cùng đặc biệt. Kỷ Dược Phi xoa đầu Viện Viện, nhìn cô bằng ánh mắt đầy thương yêu, một vẻ dịu dàng không diễn tả được bằng lời. Anh Phi dẫn em đi tham quan trường nhé. Không cần đâu, em vừa đi tham quan với bạn cùng lớp rồi. Viện Viện xoay người lại kéo Diệp Tiểu Du sang, giới thiệu với anh, bạn cùng lớp của em Diệp Tiểu Du, cùng một đẳng cấp với anh Phi, siêu ưu tú luôn đó. Kỷ Dược Phi liếc mắt, gật nhẹ với cô một cái, ánh mắt lại chuyển về phía Viện Viện, nhưng ba mẹ em đã giao em cho anh rồi, em phải nghe lời anh. Không đâu, Viện Viện nũng nịu phản bác, người ta có bạn của người ta, mắc gì phải đi theo anh. Hơn nữa, sang năm anh Phi lên đại học rồi, chẳng phải lúc đó em chỉ có một mình ở đây thôi sao? Vừa nói, khuôn mặt nhỏ vừa méo máu, giọng nói nghèn nghẹn. Trời đất, Kỷ Dược Phi đưa tay kéo cô vào lòng, sao lại một mình được? Mỗi khi đến kỳ nghỉ, anh sẽ bay về thăm em. Hơn nữa, anh Phi phải ra ngoài trước, xây sẵn một tòa tháp vững chắc. Như vậy, lúc Viện Viện lên đại học, sẽ không phải chịu gió táp mưa sa. Diệp Tiểu Du không thể tiếp tục nhìn cảnh đó nữa, cô lặng lẽ xoay người, hình ảnh đó, thực sự đáng hâm mộ, đáng ước ao. Nhà nghèo, không cha, cô chưa từng cảm thấy mình đáng thương, cũng không hề ao ước sự đầy đủ của người khác, nhưng giờ phút này, cô ước ao vô hạn ánh mắt cố chấp kia, lời nói yêu thương kiên quyết kia, nhưng tất cả đều dành cho Vu Viện Viện. Cô không biết vì sao trên đời lại có người may mắn như vậy, bao nhiêu thứ tốt đẹp trên thế gian dường như đều tồn tại vì cô ấy, ngay cả ông mặt trời kia cũng vì cô ấy mà mọc lên. Tiểu Du 12 tuổi, nhạy cảm trưởng thành sớm, cô ngẩng đầu, rồi lại cúi đầu, đối mặt với hoàn cảnh gian nan khốn khó, nhếch miệng cắn răng cố chịu.
trong lòng đè nén những khát vọng xa vời, nhưng số phận luôn luôn thích bày ra những trò đùa ác nghiệt. Một người nhỏ bé như cô vì sao phải gặp gỡ ánh mặt trời chói lọi kia? Viện viện nói, không làm quen sẽ hối hận. Sai rồi, sau khi quen mới thật sự là hối hận. Ánh mặt trời kia quá xa không với tới được. Cô chẳng thà dừng chân tại chỗ cũ, tránh xa tia sáng chói mắt kia. Trái tim 12 tuổi, lần đầu tiên cảm nhận sự chua chát trong cuộc đời. Chương 5, Duyên khởi 2. Ánh mặt trời tỏa chiếu khắp muôn nơi, muốn trốn tránh đâu phải dễ gì mà làm được. Cảnh tượng đó như ác mộng đeo bám suốt 6 năm, cuốn Diệp Tiểu Du vào thói quen đi đâu cũng ba người. Thói quen cứ hễ ngước mắt lên, là nhìn thấy ánh mặt trời chói mắt. Tiểu Du, sức khỏe viện viện không tốt, em giúp bạn chép bài nhé. Tiểu Du, sắp tới kỳ thi, em giúp viện viện ôn tập nha. Tiểu Du, lúc ra ngoại ô chơi, em nhớ trông chừng viện viện, đừng để bạn chạy lung tung. Tiểu Du, giúp anh coi chừng đừng để viện viện đi chơi riêng với tụi con trai. Học cùng trường với Kỷ Dược Phi được 1 năm, anh đi xa học đại học 5 năm, bất kể là điện thoại hay gửi thư, lúc nào cũng tìm Diệp Tiểu Du. Viện viện quá ngây thơ, quá khờ khạo, không hiểu chuyện, giỏi giang như Tiểu Du, chỉ cần bên cạnh viện viện có Tiểu Du, Kỷ Dược Phi mới có thể yên tâm. Kỳ thực anh quên mất một điều, Diệp Tiểu Du nhỏ hơn viện viện 2 tuổi, Vu Viện Viện trưởng thành trong vui vẻ, không lo lắng, không ưu tư, hưởng thụ một liều thuốc pha lẫn giữa tình bạn và tình yêu. Lại một mùa hè nữa, trên con đường nhỏ giữa hai hàng cây trong trường, Kỷ Dược Phi nắm tay viện viện, nhàn nhã tán bộ. Anh cao hơn một chút, cũng cường tráng hơn một chút, khuôn mặt tuấn tú mang theo vẻ cương nhu của một chàng trai đỉnh đạt. Viện viện ngoại trừ cao thêm một chút, vẫn là gương mặt búp bê hấp dẫn chết người kia, nhưng Diệp Tiểu Du lại cao lên rất nhiều, khuôn mặt không còn vẻ ngây ngô lúc nhỏ, đang dần phát triển thành một cô gái xinh xắn và thông minh. Nhìn bóng hai người dắt tay nhau phía trước, cô mỉm cười thông cảm. Viện viện chuẩn bị thi đại học, anh vội vã từ Thiên Tân trở về bầu bạn. Kỷ Dược Phi hiện tại đã là trưởng nhóm thiết kế của một công ty quảng cáo, một nhân tài mới đang lên, mỗi hành động cử chỉ đều tràn đầy tự tin, phóng khoáng. Đến Thiên Tân đi, anh Phi đã mua nhà ở đó rồi, em tới đó là có nhà để ở, không cần ở trọ trong trường làm gì. Kỷ Dược Phi yêu thương sắp xếp cho cô bé được mình che chở từ nhỏ cho đến khi trở thành một thiếu nữ yêu kiều duyên dáng, sự kỳ vọng và vui sướng đó không lời nào có thể diễn tả được. Thiên Tân, Bắc Kinh, có ích lợi gì, quan trọng là em có thể thi vào hay không kìa. Vu Viện Viện rất hiểu bản thân, em đâu phải Diệp Tiểu Du, Bắc Đại, Thanh Hoa, Hiệp Hòa tùy bạn ấy chọn. Anh Phi à, em là viện viện đó, đúng, anh Phi đương nhiên biết em là viện viện. Hay là học cao đẳng trước thì thế nào, chọn một ngành thú vị nào đó, ở bên anh Phi nhiều một chút. Viện viện quay đầu lại nhìn Diệp Tiểu Du đang lẳng lặng phía sau, lại nhìn sang Kỷ Dược Phi, thành thật nói, anh Phi, bất kể là trường nào, nếu không có Tiểu Du làm bạn, em chỉ là một cọng cỏ đuôi chó, không có bạn học nào chịu để ý tới em thực sự rất ngốc, em có anh mà. Kỷ Dược Phi thật muốn nổi điên, vì sao cô luôn muốn kéo con bé Diệp Tiểu Du kia vào. Diệp Tiểu Du cười dửng dưng, cô giáo vừa nãy tìm mình có việc, mình đi trước nha. Thế giới của hai người yêu nhau, thêm một người thì quá chật, cô đi chỗ khác thì tốt hơn. Trong phòng học không khí sôi nổi, mấy ngày nay vì chuyện chọn nguyện vọng, tất cả mọi người đều giống như phát điên. Tiểu Du, bạn chọn trường nào? Diệp Tiểu Du lắc đầu xa cách, chưa chọn, mình muốn bàn với mẹ rồi mới tính, đừng hỏi nó thi đâu mà chả đậu. Vấn đề là nó muốn tới chỗ nào mà thôi, muốn tới chỗ nào, Diệp Tiểu Du bỗng ngây người, cô bỗng nhiên ngẩng đầu, trái tim cô ở nơi nào, nếu như không có ánh mặt trời kia, trái tim sẽ không khao khát sự ấm áp mãnh liệt đến vậy, biết rõ đó là một mối tình không kết quả, là cạm bẫy của số phận, phủ đầy đau thương của số mệnh, vậy mà vẫn rơi vào, không tự chủ được. Kỳ thi lớn vào tháng 6. Diệp Tiểu Du xưa nay luôn lạnh lùng điềm đạm lại làm sót một câu trong bài thi thứ nhất, đến bài thi thứ hai, lại còn tới nhầm trường thi. Đến lúc có điểm, cô chỉ đậu vào một trường cao đẳng hạng 3 ở Thiên Tân, vào học chung với cô bạn Vu Viện Viện tiêu tiền bậc nhất, thầy hiệu trưởng, các thầy cô đều đấm ngực thở dài. Diệp Tiểu Du chỉ giữ vẻ mặt lạnh lùng, không biểu hiện ra một chút tâm tư nào. Giáo viên sợ cô nghĩ quẩn trong lòng, cố ý mời mẹ Tiểu Du tới, mẹ cô không nói không rằng, dẫn Diệp Tiểu Du về nhà. Lê bước nặng nề theo sau mẹ,
trong lòng thấp thỏm không yên. Vừa vào trong nhà, mẹ liền khóa chặt cửa lại, quỳ xuống, mẹ nhìn cô, lớn tiếng quát, Diệp Tiểu Du từ trước tới giờ chưa từng thấy mẹ nghiêm khắc như thế, gương mặt hiền hòa tái đi không còn sắc hồng, cô sợ hãi quỳ xuống, nước mắt rơi như mưa, xin lỗi mẹ, con sai rồi, con học lại một năm có được không, mẹ cô cười miễn cưỡng, ngồi xuống ghế, Tiểu Du, con tự làm theo ý mình, tự quyết định chọn lựa như vậy, thì mẹ sẽ thuận theo con, cho con đi Thiên Tân. Nhưng con phải thề trước mặt mẹ, trong 3 năm này, nếu vẫn không tìm được cái người trong mộng kia của mình, con nhất định phải làm lại từ đầu sống cuộc sống cho ra con người, chứ không phải một kẻ làm nền, một món đồ trang sức. Mẹ, Diệp Tiểu Du hoảng hốt nhìn mẹ, chút tâm tư nhỏ bé của mình đã không thể thoát khỏi ánh mắt mẹ, trong lòng không khỏi xấu hổ ngượng ngùng. Trên đời này những thứ tốt rất nhiều, một số thứ chỉ có thể dùng làm phong cảnh để ngắm, mà không thể đem về làm của riêng. Làm người cần kiên định một chút, đi bước nào chắc bước đó. Tiểu Du, ông trời cho con một phần trí tuệ, là để con làm chuyện ngốc nghếch hay sao? Con nên biết thế nào là đủ, đừng dùng trí tuệ của mình để tự rước lấy phiền não. Mất đi 6 năm cũng không thể đào được báu vật. Tiểu Du, con còn ôm hy vọng tới bao giờ? Mẹ, lòng Diệp Tiểu Du đã hối hận không kịp. Lời nói của mẹ đã thức tỉnh sự mê muội của cô. Nhớ tới những ngày tháng vất vả cực nhọc chỉ có hai mẹ con nương tựa lẫn nhau trước đây, hiểu ra hôm nay mình đã ích kỷ như thế nào, tùy hứng như thế nào. Cô quỳ trước mặt mẹ, ôm chân mẹ, khóc nức nở. Rất nhiều người có một tương lai rải thảm hoa hồng, còn tương lai của cô lại hư vô mờ mịt đến mức không dám nghĩ đến. Chỉ có thực sự bước đi trên đường của mình mới có thể thay đổi cuộc sống, thực hiện được ước mơ. Còn những ao ước ảo tưởng xa vời đều là vô nghĩa, dệt mộng quá đẹp. Đối với cô mà nói là quá xa xỉ, mơ mộng thuộc về bóng đêm, dưới ánh mặt trời chúng không có cách nào tồn tại. Một mối tình mờ mịt không tương lai đã bị chôn vùi vào mùa hè năm cô 18 tuổi. Dù sao cũng là học sinh loại ưu, Diệp Tiểu Du vừa vào trường, đã nhận được sự quan tâm của ban giám hiệu. Cô chọn học một bộ môn phù hợp, cũng bắt đầu tách mình khỏi Vu Viện Viện. Sự chân thật và đơn thuần của Viện Viện đã giúp cô ấy có thêm nhiều bạn bè, cộng thêm sự rộng rãi của Kỷ Dược Phi. Các bạn của cô cũng chiều chuộng cô hết mực, còn Diệp Tiểu Du thì bị gắn cho một cái tên là mỹ nhân mọt sách, người khác đều tận hưởng cuộc đời sinh viên tươi đẹp, còn cô thì chỉ cắm đầu vào học. Đêm khuya từ thư viện trở về, đèn trong phòng ngủ đã tắt, mò mẫm rửa ráy qua loa, leo lên giường, các bạn cùng phòng vẫn còn đang rì rầm bình luận, ê, có thấy bạn trai Vu Viện Viện không, siêu đẹp trai luôn nhé, ừ, anh ta hình như rất yêu nó, mỗi cuối tuần đều tới thăm, bình thường cũng điện thoại liên tục, đúng rồi, bữa trước còn tặng riêng cho nó một cái điện thoại di động, nói là để tiện lúc nào cũng có thể nghe được giọng nó, à, làm cho người ta thèm phát khóc đây nè, phải đó, nghe nói, đợi nó tốt nghiệp, là hai người kết hôn luôn, S, Vu Viện Viện thật tốt số, ưu tú thì thế nào, xinh đẹp thì sao, tìm được một người bạn trai nhiều tiền cưng chiều mình mới là chân lý, đúng, chí lý, tiếng nói dần dần nhỏ đi, mơ màng. Các bạn cùng phòng từ từ chìm vào giấc ngủ, Diệp Tiểu Du mở toàn hai mắt, nước mắt lặng lẽ chảy theo gò má thấm vào áo gối, vì sao đã cố gắng đến như vậy, vẫn không thể quên được, cô thực sự mệt mỏi rã rời, Tiểu Du, anh Phi rủ bạn đi ăn cùng, mình không đi đâu, mùa đông này mình sắp có cuộc thi, còn nhiều bài vở vẫn chưa học, bạn đi đi, nhưng anh Phi lúc nào cũng nhắc tới bạn, cho mình gửi lời hỏi thăm ảnh, Tiểu Du, đi nhà, không dám tiếp tục nhìn Viện Viện. Diệp Tiểu Du vội vã chạy mất, không thể tiếp tục quen đắm mình dưới ánh mặt trời nữa, sau khi thói quen trở thành tự nhiên rồi, thì rứt ra sẽ rất khó, không có hy vọng, vậy thì đừng ảo tưởng nữa, chưa từng sở hữu, cũng sẽ không đau lòng. Mùa xuân năm sau, trong trường bùng lên một tin tức nóng hổi, sinh viên năm 2 Diệp Tiểu Du nhảy lớp tham gia cuộc thi nghiên cứu sinh, trúng tuyển vào khoa toán Đại học Bắc Kinh, tin tức này liền giống như một huyền thoại, trở thành điểm nóng bàn tán khắp sân trường. Tiểu Du, bạn không cần mình nữa sao? Viện Viện đáng thương nhìn Diệp Tiểu Du đang thu dọn hành lý. Ngày mai, Tiểu Du sẽ đi Bắc Kinh học, từ cấp 2 cho đến cao đẳng. Hai người đã bên nhau 7 năm, Tiểu Du giống như một người chị quan tâm chăm sóc Viện Viện. Vậy mà giờ đây, chỉ còn lại cô một mình. Cô bỗng nhiên cảm thấy mất mát, không phải còn có nhiều bạn bè khác hay sao? Hơn nữa, anh Phi của bạn cũng ở đây, nhắc đến tên người kia. Tim cô hơi thắt lại, Diệp Tiểu Du cười nhạt khinh thường trái tim mình,
đâu có giống nhau. Viện Viện ngồi trên giường, vẻ mặt khổ não, anh Phi có công việc, lúc nào cũng bận rộn, còn những người khác lại không giống như bạn, tụi nó không chân thành như bạn, tuy rằng thành tích học tập kém cỏi, nhưng Viện Viện vẫn rất biết cách nhìn người. Diệp Tiểu Du ngừng đôi tay bận rộn, xoay người ôm lấy Viện Viện, vậy hãy tự lập một chút, đừng lúc nào cũng nghĩ tới chuyện dựa dẫm vào người khác. Thiên Tân cách Bắc Kinh rất gần, lúc rảnh thì tới thăm mình, không thì viết thư cho mình. S. Tiểu Du, sau khi vào Bắc Đại rồi, con đường sau này của bạn nhất định sẽ hoàn toàn khác biệt với mình, muốn tiếp tục sống giống như trước rất là khó. Sau khi tốt nghiệp, Viện Viện sẽ tới công ty Hoa Vũ làm việc, điều này đã định sẵn từ lúc nhỏ. Còn Tiểu Du, học thạc sĩ, học tiến sĩ, làm nghiên cứu, bất kể làm cái gì, nhất định cũng là người của một thế giới khác. Viện Viện cảm thấy rất buồn. Viện Viện ngốc, mặc kệ là làm gì thì vẫn ở trong nước, muốn gặp đâu có khó, không thể ngày ngày ở chung, thì thỉnh thoảng tụ họp cũng được mà. Tiểu Du nhẹ nhàng an ủi, Viện Viện rưng rưng gật đầu, nhìn hành lý Tiểu Du đều đã đóng gói xong, anh Phi nói một lát lái xe tới đưa bạn ra gà, không cần đâu. Diệp Tiểu Du nhỏ giọng từ chối, đa tình tự cổ hận ly biệt, lẽ nào sợ cô quên anh, còn muốn cố gắng hết sức gặp mặt thêm một lần nữa hay sao, không phiền gì đâu. Viện Viện khăng khăng, anh Phi nói Tiểu Du giúp cô nhiều như vậy, đưa tiễn một chút là việc nên làm, nhưng vì sao Viện Viện trông có vẻ như không muốn như thế, nhưng mình chỉ muốn hai đứa mình đi với nhau thôi, có thêm anh Phi, hai đứa mình sẽ không thể nói mấy chuyện bí mật. Diệp Tiểu Du nói vòng vo, Viện Viện tưởng là thật, liền gọi điện thoại cho Kỷ Dược Phi, anh ừ một tiếng, dặn dò Viện Viện đi đường phải cẩn thận này nọ rồi cấp máy, anh không nói tạm biệt với cô. Có lẽ không bao lâu sau, hình dáng cô thế nào cũng sẽ quên luôn, vĩnh viễn anh cũng sẽ không biết có một cô bé đã lặng lẽ dõi theo anh suốt 7 năm, như vậy cũng tốt, cả hai cùng hẹn sẽ lãng quên, không bao giờ gặp lại. Trước khi lên xe, Diệp Tiểu Du gọi điện thoại cho mẹ, ở đầu dây bên kia, giọng mẹ cô nghẹn ngào, một cô gái tốt như vậy, sau này nhất định sẽ có một tương lai tốt đẹp, con cũng nghĩ như vậy. Diệp Tiểu Du rưng rưng cười nói, trong cuộc đời, có một số chặng đường bắt buộc phải đi qua mới có giá trị, lúc quay đầu nhìn lại, sẽ không tiếc nuối. Dạ, mẹ có hối hận năm đó đã yêu ba không? Không, tuy vì yêu đương mà không thể vào đại học, nhưng sau khi vào đại học rồi, liệu có thể gặp được một người như ba con hay không? Mẹ không muốn suy đoán, cũng không mơ mộng, mẹ chọn lựa hiện thực trước mắt. Con hiểu rồi, mẹ, sau này con sẽ không để mẹ phải bận lòng vì con nữa, mẹ tin con. Lớp nghiên cứu khoa toán của Bắc Đại xuất hiện một cô gái, bao nhiêu nam sinh nhảy cẩn lên nôn nóng mong đoạt được trái tim nàng, học nghiên cứu sinh đã hiếm khi có được một mỹ nữ, huống hồ khoa toán lại toàn là nam sinh, sự xuất hiện của Diệp Tiểu Du, giống như tiên nữ giáng trần, bởi vì là người đẹp, tính tình lại khép kín, người vây quanh thì rất nhiều, người tới gần cực ít, tới cuối cùng, biến thành cảnh tượng các vì sao lượn lờ quanh mặt trăng. Diệp Tiểu Du không có ý định cặp đôi với ai, cũng không mong được ai che chở yêu thương, một mình cũng tốt, đọc sách, đi dạo phố, không phải lo nghĩ nhiều, tự do thoải mái, cô rất hưởng thụ một cuộc sống như vậy. Chương 6, Duyên khởi 3, tháng 9 ở Bắc Kinh, gió thu xào xạc, trong lành mát mẻ, Diệp Tiểu Du khoác ba lô, tới thư viện tìm tư liệu. Sang năm, Trung tâm thi đấu Olympic quốc gia tuyển một trợ giảng thực tập, cô muốn thử một lần xem sao, vừa quẹo vào con đường nhỏ không tên ven hồ. Bỗng nghe xa xa phía sau có tiếng ai đó gọi Tiểu Du, cô dừng chân, ngoảnh lại nhìn, không ngờ lại là Kỷ Dược Phi, gần 2 năm không gặp, anh vẫn phóng khoáng, tự tin, đẹp trai như thế, anh Phi, cô đè nén nhịp tim đập mãnh liệt, điềm tĩnh chào hỏi, thật khéo quá, cô đã trưởng thành, tóc dài bay bay, thanh khiết như hoa sen, trái tim Kỷ Dược Phi đột nhiên loạn nhịp, trong ấn tượng cô vẫn luôn là một cô bé điềm đạm ít nói, không nghĩ tới sau khi trưởng thành, lại xinh xắn như vậy. Không, anh cố ý tới thăm em, anh hiện đang công tác ở một công ty quảng cáo của Pháp, trụ sở ở gần thôn Trung Quang. À, Diệp Tiểu Du rất muốn thở dài, cái vòng tròn lẫn quẩn quỷ quái gì không biết, cô đã lẩn trốn xa như vậy rồi, vì sao vẫn lại quay trở về điểm xuất phát, vậy Viện Viện cũng tới đây rồi à. Viện Viện rất lười, năm thứ nhất lúc nhớ còn gọi điện thoại cho cô, còn cả năm nay một cuộc cũng chẳng thấy. Viện Viện, gương mặt tuấn tú bỗng hiện lên một vẻ đau buồn tuyệt vọng, cô ấy đã yêu một sinh viên đến từ nông thôn, bất kể anh cố gắng thế nào,
cô ấy cũng không chịu quay đầu lại, anh vẫn tiếp tục tìm tới, không ngờ cô ấy nói với anh vĩnh viễn không muốn gặp lại. Tiểu Du từng nhìn thấy sự nổi bật của anh, sự hào hiệp của anh, sự tự tin của anh, nhưng chưa từng thấy ở anh sự thất vọng nản lòng như vậy. Nhiều năm như vậy, hai người, Viện Viện điên rồi sao? Diệp Tiểu Du thực sự sững sờ, có lẽ cô ấy chỉ là nhất thời lầm đường, anh đừng từ bỏ, anh có thể không từ bỏ sao? Cô ấy nói từ nhỏ đến lớn, chỉ xem anh như anh trai, còn cái người tên Phùng Như Hải kia, tuy rằng xuất thân gian khổ, nhưng khiến cô ấy ngưỡng mộ động lòng, hai người họ đã thuê nhà ở chung rồi. Diệp Tiểu Du hít sâu một hơi, Phùng Như Hải, cô nhớ kỹ anh chàng sinh viên kia, rất chất phác giản dị, năm thứ ba cao trung, cha mẹ đột ngột qua đời do tai nạn giao thông, anh ta vì chăm sóc em gái nên buộc phải nghỉ học, sau đó do nhà trường thuyết phục, đã thi vào trường cao đẳng, lại đậu vào trường bọn họ, hình như anh ta vừa học vừa đi làm, nên cuộc sống khá vất vả. Một người giản dị kín đáo như vậy sao có thể ở chung với Viện Viện được nhỉ? Bọn họ đứng chung một chỗ, sẽ giống như một con búp bê đất sét và một con búp bê nhập ngoại. Tưởng tượng tới hình ảnh đó, cô bỗng thấy mắc cười, không thể nào có chuyện đó được. Phùng Như Hải lấy đâu ra thời gian để ở bên cạnh cô gái ưa được chiều chuộng như Viện Viện chứ? Anh Phì, anh không nhầm đó chứ? Anh cũng hy vọng vậy, đáng tiếc chính mắt anh nhìn thấy, toàn bộ sự việc không thể trách người ta được. Là do Viện Viện theo đuổi cậu ấy, Kỷ Dược Phi cười khổ, tức giận đấm tay vào bức tường bên cạnh, bàn tay anh lập tức sưng đỏ lên, Diệp Tiểu Du hoảng hốt đứng chắn trước mặt anh, đừng mà anh Phi, em sẽ đi tìm Viện Viện, kêu cô ấy quay đầu lại, có ích lợi gì, người quay lại, nhưng tim có quay lại không, im lặng bầu bạn với anh, nghe anh liên miên kể chuyện cũ, kể về sự bảo bọc và chờ đợi suốt bao nhiêu năm, đến cuối cùng lại là công cốc. Thất bại một cách không rõ ràng như vậy, đã không còn là chuyện mất mặt nữa, mà là lòng tự tin bao nhiêu năm của anh đã mất hết không còn một mẩu. Cô cùng anh thở dài, cùng anh trách móc, cùng anh buồn bực, cùng anh hết cả buổi chiều sang buổi tối, cùng anh ăn tối, cùng anh trở về chỗ ở, giúp anh dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, rồi mới về trường. Người đã quay lại, nhưng tim không còn. Từ sau hôm đó, anh thường xuyên tới tìm cô, phần lớn thời gian là anh nói, cô nghe. Nội dung câu chuyện đều xoay quanh Viện Viện, thỉnh thoảng cô cũng tới chỗ anh, hai người cùng nấu nướng cùng ăn cơm, anh xem hợp đồng, cô đọc sách, mỗi người chiếm một góc phòng, không nói gì nhiều, nhưng bên nhau rất ấm áp, anh dần dần không còn vẻ chán nản nữa, cũng ít nhắc tới Viện Viện hơn, công việc của công ty phát triển rất tốt, anh là ngôi sao mới trong giới quảng cáo Bắc Kinh, bình thường vào cuối tuần, Diệp Tiểu Du sẽ mua ít bánh mì mới ra lò và ít trái cây tươi trên đường. Mang tới nơi anh ở, chìa khóa vẫn để nguyên chỗ cũ, cô mỉm cười mở cửa, thấy cửa phòng ngủ chỉ khép hờ, bên trong có tiếng động nhỏ, cô mỉm cười bỏ đồ ăn xuống, bước vào, anh Phi, không có, cô đột nhiên sững người, cơ thể như hóa đá, ga giường bừa bãi, một đôi nam nữ đang nằm đè bên nhau, mái tóc cô gái xõa tung trên gối, Kỷ Dược Phi mồ hôi loang loáng trên thân thể đỏ bừng, cảnh tượng đó giống như một quả bom ném thẳng vào mặt. Còn cô chỉ đứng thừ ra ở đó, không kịp lẩn trốn, cả người bị nổ tung thành nghìn mảnh, còn không mau đóng cửa, Kỷ Dược Phi cất giọng khàn khàn, rít lên qua kẽ răng, Diệp Tiểu Du lúc này mới sực tỉnh, mặt trắng như tờ giấy, xoay người chạy ra ngoài, chạy xuống lầu, trong cơn hoảng loạn cô bỏ chạy mà không rõ mình chạy đi đâu, chỉ chạy đi như điên, xa thật xa mới dừng lại, sau khi dừng lại mới phát hiện trên mặt đã đầm đìa nước mắt, cô tưởng là xe khác. Đối với anh mình sẽ khác, không ngờ vẫn chỉ như trước, trước đây là vì không thể sánh được với Viện Viện, còn bây giờ thì là gì, có thể là bất kỳ ai, nhưng không phải là cô, không thể ngăn được nước mắt, trái tim như vỡ vụn, đau đến mức chỉ có thể ngồi bệt dưới đất tự ôm lấy bờ vai mình, từ trước tới giờ anh không là gì của cô cả, cô có thể trách móc gì đây, có thể oán giận gì đây, đồ ngốc, đồ đần, lão đảo lê bước trên đường đến tận nửa đêm. Cho tới khi mệt mỏi không nhấc nổi chân lên được nữa, cô mới quay về ký túc xá, bạn cùng phòng học khoa ngoại ngữ cuống quýt hết, trời ạ, bạn còn biết đường về à, có anh kia tìm bạn cả buổi chiều rồi đó, ai vậy, cô rã rời ngã xuống giường, anh ta tự xưng họ Kỷ, rất cao ráo đẹp trai, anh đến tìm để cô nói chuyện gì, trách mắng cô xen vào chuyện tốt của anh sao, bảo cô sau này đừng tùy tiện tới nhà anh nữa à, hừ. Có cho cô mượn thêm 100 trái tim kiên cường khác,
cô cũng không dám đến nữa đâu. Ừ, bạn không gọi điện thoại lại cho ảnh sao? Thấy cô không hề nhúc nhích, bạn cùng phòng sốt ruột, mình mệt lắm rồi, ngày mai nói tiếp, nhưng anh ấy nói sẽ chờ bạn ở cửa sau trường học. Chờ, cô thật muốn cười phá lên, vì sao anh nhất định phải buộc cô đối mặt với chuyện lúc sáng một lần nữa chứ? Cô không muốn để anh cảm nhận được nỗi chua chát và đáng thương của mình. Nương theo ánh trăng lờ mờ, Tiểu Du kéo lê thân thể mệt mỏi đi về phía cổng sau. Trong sân trường yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có ánh đèn đường còn thức giấc. Ra cổng sau, liền thấy xe anh vẫn đậu ở đó. Cô chậm rãi bước tới, anh xuống xe, nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm. Cô cố nặn một nụ cười. Anh Phi, tìm em có việc gì sao? Tiểu Du, hồi sáng, vẻ mặt anh mất tự nhiên cùng cực. Chẳng hiểu sao, cảnh tượng lúc sáng sớm bị cô nhìn thấy làm anh có cảm giác tội lỗi nặng nề. Sau khi cô chạy đi, anh bất chấp tất cả rượt theo tới đây, hồn vía lên mây chờ cô tới tận bây giờ, rất sợ từ nay về sau cô sẽ không gặp lại anh nữa. Anh Phi, không có cách nào ghét bỏ anh, cô lạnh lùng nói, em không có ý định muốn biết chuyện gì hết, trên thực tế em cũng không nhìn thấy gì, chỗ viện viện, em sẽ không nhiều lời. Anh nở nụ cười tự giễu, Tiểu Du, em còn nhỏ, chưa thể hiểu được nỗi trống rỗng của một người đàn ông cô đơn đâu, có nhiều lúc, đàn ông sẽ không dùng bộ não để suy nghĩ, mà để mặc sự thôi thúc của cơ thể. À, anh cũng biết em không thể hiểu được, cho nên cũng không cần phải giải thích gì cả. Em hứa với anh sẽ không nhiều chuyện, em sẽ quên tất cả những chuyện từng xảy ra. Giọng nói cô nhẹ như gió thoảng, vậy mà anh càng nghe càng nặng lòng, nhưng lại không thể làm được gì. Có vẻ anh đã làm chuyện thừa, muộn lắm rồi, em về nghỉ ngơi đi, tạm biệt. Cô hờ hững gật đầu, xoay người dứt khoát. Khoảnh khắc đó, một giọt lệ cố nén lập tức tràn mi, đối với anh, cô vĩnh viễn chỉ là một người khác, chẳng biết vì sao, anh vẫn thường xuyên tới thăm cô, nhưng cô thì không tới chỗ anh nữa, hai người gặp mặt chỉ lẳng lặng sóng vai đi bên nhau, có lúc cả cổng trường cũng không ra khỏi, dường như chỉ để xác nhận có một người vẫn đứng đó, không đi đâu mất mà thôi. Nghỉ hè quay về, gặp đúng ngày cưới của viện viện, Kỷ Dược Phi không đến dự. Nhìn viện viện ngã vào thân hình vạm vỡ của Phùng Như Hải, điều Tiểu Du có thể làm chỉ là chúc phúc cho bọn họ. Con đường của mỗi người là do chính họ lựa chọn, có vấp ngã cũng phải tự mình đứng lên, người khác ở bên cạnh, liệu có thể nói gì? Người nhà rất yêu thương cô ấy, tuy hoàn cảnh gia đình Phùng Như Hải không khá giả, nhưng nhân cách lại tốt, nên cũng an tâm giao viện viện cho anh cùng về sống ở Đường Sơn. Tiệc tàn, dịp Tiểu Du một mình trở về Nhất Trung, gió đêm dịu dịu. Bước chậm trên con đường nhỏ giữa hai hàng cây, nhớ tới cuộc gặp gỡ lần đầu tiên với viện viện, nghĩ tới sự hồn nhiên của cô ấy, nghĩ tới số phận may mắn của cô ấy, nghĩ tới việc cô ấy từ bỏ tấm thảm hoa hồng, từ bỏ Kỷ Dược Phi, lựa chọn một cuộc sống chưa bao giờ nếm trải, đó là một niềm tin như thế nào, một tình yêu cuồng nhiệt đến mức nào. Trên con đường tình yêu vạn dặm, chúng ta cùng sánh bước bên nhau, đừng chần chừ đừng do dự, em và anh ở bên nhau. Bỗng dưng nhớ tới bài hát cũ kia, Diệp Tiểu Du nở nụ cười, em và anh ở bên nhau, đúng là một lý do hết sức đơn giản, viện viện chắc cũng nghĩ như thế. Mùa thu quay lại Bắc Kinh, cô phá lệ tới công ty Kỷ Dược Phi, ở đó, cô nhìn thấy cô gái rót trà hình như đã từng gặp mặt, suy nghĩ một lúc lâu, rốt cục cô cũng nhớ ra đó chính là cô gái trên giường Kỷ Dược Phi sáng hôm đó. Cô ta tên Cát Tinh Nhi, thư ký của Kỷ Dược Phi, không thể gọi là đẹp, nhưng trang phục rất bắt mắt, rất biết cách để mình trở thành tiêu điểm chú ý của đàn ông, có những ký ức sẽ khắc sâu vào tận xương tủy, muốn quên cũng khó. Cô mỉm cười không nói gì, anh rất bận, nào là tiếp khách, nào là bàn kế hoạch, trong phòng làm việc người ra kẻ vào, cô lặng im ngồi đó cả buổi sáng, đến lúc chào tạm biệt, anh tiễn cô ra thang máy, cô nhẹ nhàng nói, quên viện viện rồi chứ, anh thoáng sửng sốt, giọng cô đơn, bao nhiêu năm nay, tự cho rằng cứ nỗ lực sẽ được đền đáp, không ngờ, lần đầu tiên nỗ lực nhiều nhất, cũng là lần thất bại thê thảm nhất, không muốn nhìn dáng vẻ bại trận của anh, cô bước thẳng vào thang máy không quay đầu lại, anh cũng bước vào theo, cô sực nhớ ra chuyện gì đó, lục túi xách móc ra một xâu chìa khóa, lần trước quên đặt lại chỗ cũ, bây giờ trả lại anh không cầm, không cần trả đâu, cô mỉm cười, không, có lúc sẽ bất tiện, nếu như, anh nói sau này sẽ không còn những chuyện bất tiện như thế xảy ra nữa, em sẽ lại đến chứ. Anh cầm lấy tay cô, muốn nghe lời đảm bảo. Diệp Tiểu Du khẽ ngước mắt, có thời gian em chắc chắn sẽ đến thăm anh Phi.
nhưng học kỳ này, em phải làm luận văn tốt nghiệp, còn phải tới trung tâm thi đấu thực tập, thời gian kín mít, anh Phi lại càng bận rộn hơn, nếu lúc nào em có việc phải phiền đến anh, nhất định sẽ nhờ cậy không giấu giếm, em có bao giờ làm phiền tới người khác đâu, độc lập một cây, anh nhìn cô ánh mắt cô độc và bất lực, một cây làm chẳng nên non, em làm sao có thể tách mình khỏi thế giới được, anh định bù đắp cho bao nhiêu năm cô giúp đỡ viện viện sao, không còn viện viện nữa, cô cũng chẳng còn bất cứ giá trị gì, còn gì nữa đâu mà phải gặp mặt nhau, trái tim lại nhói lên đau đớn, thang máy đến nơi, cho phép bản thân liếc nhìn anh thêm lần nữa, cô mỉm cười chào từ biệt, tạm biệt, anh Phi, tạm biệt dĩ vãng, tạm biệt đam mê thời tuổi trẻ, vuốt chùm chìa khóa vẫn còn chút hơi ấm trong tay, Kỷ Dược Phi ngơ ngẩn xuất thần.